thực sự cái mục tiêu của chúng ta hiện nay mà chúng ta từng làm đầu tiên cơ bản nhất không phải là chúng ta đọc cái tên ưu gì đó, cần các bạn rất là máu, rất máu, nhất là mới đi học rất máu, máu thích đọc cái tên ưu và có như là một cái chiến công của mình, mình đọc ưu đúng với bác sĩ đông sang không phải. Thực sự chúng ta cần nhất là những cái nền cơ bản mà chúng ta nắm vững thì về sau này chúng ta sẽ sai sót nhiều hơn là những cái ưu ta thấy được. Dùng chúng ta cái viêm bình thường, chúng ta hết chúng đọc được viêm bình thường cái tên mới đi học, chúng ta oai đọc, nhưng mà thực sự xung quanh viêm bình thường còn nhiều cái thứ khác viêm bình thường thì trong cũng nào cũng vậy. Thì chúng ta đầu tiên một nhiệm vụ chúng ta làm sao phân biệt được tổn thương đó là u hay không u, u hay không u cái nào, rồi bắt đầu khi u rồi chúng ta mới tiếp tục đến tiếp. Thì vì chúng ta không đến bây giờ cơ, chúng ta làm bao nhiêu năm rồi, nhiều khi chúng ta không u, nó rất nhiều u, nhất là mình phải lên giảm u nó rất nhiều u, và chúng ta không thể chỉ nhìn một cái phim bên trái trong đường nó đọc được cái u nào, thậm chí chúng ta phải dùng những hình ảnh phổ để gửi máu ống bơm mới đọc được u, và thậm chí có u rồi mà nhiều khi còn cuối rồi, như vậy u và không u là cái đầu tiên chúng ta cần trả lời câu hỏi đó. Câu là chúng ta trả lời câu hỏi đó được là đến 50% công việc rồi là xong, hoàn thành rồi. Rồi sau đó thì chúng ta biết u rồi thì nó phải nhóm, phân nhóm nó về cái gì, về cái u nguyên phát hay thứ phát mà trong hay ngoài trong, rồi như vậy thì chúng ta thu hẹp lại. Thì như vậy cái nhiệm vụ chúng ta cần phải và hiện nay với cái nguyên của những học phân tử sinh học phân tử thì chúng ta thấy rằng cái chẩn đoán của những sách vở và thầy dạy xưa nay giờ chúng ta đọc tên u có thể là nó đã bị sai lệch từ 2016 đến 2021 mà nó có khác rất nhiều rồi. Những kiến thức của 2016 chúng ta áp dụng vào 2021 là đã sai rồi, nó đã bị lạc hậu, nó không phải sai nhưng là lạc hậu và nó không đi tới cái chuyện mà chúng ta điều trị được. Và như vậy thì cái vấn đề là làm sao mà chúng ta trong kỷ nguyên này thì chúng ta đọc được u thế nào cho nó vừa phù hợp hiện đại tí mà vừa là có như nó có như là nó có cái cơ bản của chúng ta. Thì như vậy thì bác sĩ Quang hiện nay có vai trò cực kỳ quan trọng trong u nặng, và bởi những trung tâm mà thiếu mức cái vấn đề nhất hiện nay trong ở Việt Nam đa phần chúng ta thiếu những xét nghiệm về đột biến gen vân vân, thì cái vấn đề chúng ta đọc hiện nay nó còn rất là bất cập. Đầu tiên chúng ta cần phải biết có tổn thương chống trộm hay không. Cái thứ hai chúng ta phát hiện ra được những cái biến chứng xung quanh nó, xung quanh cái tổn thương đó. Thì đầu tiên khi chúng ta đọc chúng ta cần biết rằng nó tổn thương nó gây biến nặng thủy hay không, có gây thoát vị hạt nhân hay không, có gây chèn ép cấu trúc như giao thoát thì vân vân, thì chúng ta phải ghi trong kết quả, phải ghi tất cả những cái chúng ta thấy được, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc u nào hoặc là không u hết là như vậy là rất sơ sài. Thứ hai là chúng ta phân biệt u với không u, rồi chúng ta cần phải phân biệt được cả những trường hợp mà ghi lời nhiễm trùng thì cấp hay là lao, chúng ta cần phải bảo cho bác sĩ lâm sàng để phân biệt đó để họ đi xin xét nghiệm thêm. Thì tại vì sao thật sự là nó có cái này, mình nói thật ra là vì một số bệnh nhân đi vào chỉ một cái tổn thương nào giống u, rồi sau đó chuyển lên cái lâu một thần kinh, ngoài thần kinh thì họ cứ đến lên là u, thì trong khi đó thì và họ cũng biết làm cái gì thêm cả. Khi chúng ta đọc chúng ta thấy rằng đó là một cái nhiễm trùng như là một cái con tốc số lạc nhịn của cái tức là tốc số lạc Magondi, nó là nhiễm trùng từ HIV chẳng hạn, cơ hội của HIV, và chúng ta thấy hình ảnh nó điển hình, chúng ta cần bảo cho bác sĩ rằng xét nghiệm thêm cái HIV để họ biết rằng là nó có phù hợp với cái chứng đoán nó không. Dù như thế, một số trường hợp như là việc của tế bào nội sọ rất là đủ u và việc lên nhầm thành độc u não, và chúng ta thấy khi có một cái tắc cực phẩm mà thế này chọn chỗ nhầm u thì chúng ta phải báo cho bác sĩ rằng cái này là hiểm cuối vân vân. Như vậy vai trò chúng ta cần phải báo ít nhiều khi để chúng ta đọc và làm người thân trong cái lâm sàng nó quên thì nó sẽ đến chậm trễ, bệnh nhân có thể tử vong do một số trường hợp là chúng ta không phải cần nói rằng cái hình ảnh của chúng ta đối lập đặc hiệu mà giờ của mình đọc không đúng thì chúng ta cần trao đổi với bác sĩ giờ mình để nói rằng là cái hình ảnh này bởi giờ mình nó không phù hợp để bác sĩ giờ mình họ đọc lại họ coi lại, bởi vì không phải chắc chắn họ đọc đúng, bởi nhiều trường hợp giờ của mình
nó bối rối, bối rối. Ví dụ như trường hợp một cái u mà ví dụ mình nói một cái u sao vàng, mà nếu như họ đọc được pilocytic thì họ phải có cái tiêu chuẩn của họ là cái nan và sợi nối dây tắc. Mà trong khi đó thì nếu không có hai điểm đó thì chúng ta thấy rằng là nó một số cái mô tăng, một số bào tăng sinh của bệnh lý ở của cái sẹo tăng sinh thôi, đâu cũng có nạn tăng sinh sao vào mà chưa có thay đổi giảm mất thì họ cũng có lỗi giữa một cái u cho cái nền rạng thấp với một cái ung thư cũ, nó cũng phải dễ đâu. Đó nên dòng bệnh có những trường hợp, nhiều trường hợp họ đọc cũng được. Và chúng ta cần phải mô tả cái tổn thương nó liên quan đến các cấu trúc mạch máu lớn và có nguyên vẹn hay không, vì cái đó nó liên quan tới phẫu thuật. Cái nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là chẩn đoán mà chúng ta cần phải làm sao đó để các bác sĩ phẫu thuật họ biết được cái tổn thương của họ là nó có bị ảnh hưởng gì đến cái hormone, và cái đó là chúng ta phải mô tả kỹ. Rồi đánh giá chức năng hiện nay thì có những kỳ nặng học chức năng các bỏ sợi thần kinh thì chúng ta có thể lập cái bản đồ cái tổn thương giúp cho bác sĩ lâm sàng biết rằng chúng ta khi mổ lấy hết cái u nên lấy hết u hay không lấy hết u, bởi vì khi tổn thương nó liên quan tới cái chức năng của vùng vỏ vận động rồi mà chúng ta để không chẳng có được mà chức năng mà như vậy khi mổ họ cố gắng họ mổ để tránh cái vùng vỏ vận động để mà những khi mổ xong họ bảo tồn được cái đó. Thứ hai là cái vỏ chức năng nó có bị tổn thương sô đẩy hay là bị tổn thương rồi. Nếu tổn thương rồi thì có thể ta mổ cắt tự do, nhưng khi còn bỏ tồn thì chúng ta phải bị 15 sau đó để trường hợp được cắt tránh. Và như đã nói thì trường hợp nào thì chúng ta phải tránh xa các thứ hai đường dừa để chữa trình mở thống nào thức từ thuộc phá sang thứ ba hay là những thứ cho đường trên division. Bởi vì u thường cái đều thì bởi vì u nào thì chúng ta cần nhớ quy tắc đơn giản của cung ba để các chị cho vui thôi. Cái này thật sự đem về mặt thực hành nó không có ý nghĩa gì hết. Thì cung ba căn quan đề vào một cung ba u cũng thường cái đều việc vậy thôi, chứ thực hành thì chúng ta cũng cần nhớ một số phương trong chứ. Cái này thì đã trình bày cái rồi, thì bây giờ thì xin xét được một cái là cái tuổi giúp bất gì không, thì chúng ta sẽ nhớ rằng chỉ có một số các loại u nó ít gặp ở trẻ, mà khi nó gặp thì chúng ta cần phải liên quan tới những hội chứng bệnh lý khác. Ví dụ như cái u màng não và u bao nhiêu kinh, nếu gặp ở trẻ thì phải gắn kết nó thường là liên quan tới bệnh nẹp hạch, neurofibromatosis tuyếp hạch. Còn tuổi thì theo cái quy tắc cổ điển thì chúng ta biết rằng u sao bào thì nó trải dài từ tuổi bé nhất cho đến tuổi lớn người trẻ. Còn các cái dòng u khác thì chúng ta thấy rằng nhưng có một số nhỏ nó chỉ gặp ở trẻ em mà chỉ gặp ở người lớn, thì đó là các cái u dòng mầm bầu, bầu mầm, u quái, u đậm vào mạch mạc, u sọ hầu, các u phôi, u màng, đây thì nó nằm ở cái tuổi này. Còn cái này nó được gặp tuy theo phân bổ nó sẽ gặp ở cái tạng trên của người lớn được. Và như vậy còn lại những phần u là những u còn lại nó nằm ở cái tuổi người lớn, thì chúng ta thấy là để nhớ. Và khi hoạt động trên 40 thì cái này u nào và di căn thì cái này có tính tương đối, bởi vì có một số di căn gặp ở trẻ, u nào gặp ở trẻ vân vân, thì các chị thấy là cũng có tính tương đối. Và như vậy có một số trường hợp chúng ta so sánh tuổi thì cũng giúp chúng ta có thể phân biệt được. Ví dụ một cái bệnh nhân 65 tuổi có đường kính mới khởi phát toàn thể lần đầu và có tổn thương phổi kiểu lục bắc viêm thế này, và bên là một cái tổn thương ở em bé có đường kính cục bộ phức tạp 10 tuổi có lục thận và hạp thận và nang, thì chúng ta thấy hai cái này nếu như chúng ta so sánh tuổi thì chúng ta chỉ có biệt được. Với cái tổn thương này thì người lớn thì có thể là một cái u thực kinh đều đa hình hoặc một cái ung nít, thì có thể đây là một cái u ở trẻ mà thì nó gặp là u sao bao đăng thải cho sao bao ban tức là pleomorphic sarcoarthrosis. Vị trí đặc biệt theo tuổi nữa, giả sử một tổn thương ở hố sau ung nít vì vùng thị dung
người lớn thì dùng thì 6 unit thì chúng ta ưu thế cho các cái u dòng và u phôi như là medulo đặc bông và cái epamimum chẳng hạn. Còn ở người lớn thì chúng ta có cái di căn là chủ yếu, như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ra. Và cái lâm sàng cũng có một phần quan trọng, rất quan trọng trong sự khởi phát của cái u. Giả sử có một cái tổn thương nó dày cũng có nào cục bộ mà đụng cân từ lâu, thì lúc đó chúng ta sẽ gợi ý được cái buộc là cái lo sọc vỏ hay là một u sọ vào. Mà nếu như một cái tổn thương cũng dày cũng có nào mà một khởi phát đột ngột thì và tổn thương của chúng ta sẽ xảy ra thì có khi là một gì là một cái nhồi máu não. Anh chị nhớ dùng khi lâm sàng này như vậy. Về lúc gặp những cái trường hợp một cái tổn thương thường nó phân bổ theo kiểu như phân bổ đường mạch não điện vậy và cú trụ vậy, và các bạn cũng khai thác bệnh sử thì đọc thành nhồi máu não trong cái thực sự bệnh nhân có một cái bệnh từ từ độ bệnh cơ có thể vào đường kinh, như vậy đó sẽ hiển thị vai trò lâm sàng rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy rằng một cái tổn thương mà bắc viêm ở vị trí thái dương mà bệnh nhân mà đồng kinh thái dương 12 năm rồi thì cái tổn thương này dĩ nhiên là chúng ta sẽ hướng về u não, và cái u não nó hay có cái kiểu này là cái u não đặc biệt rất đặc trưng ở cái vị trí này, và nó hay có cái tổn thương bắc viêm này thì hàng rõ này đó là u gạch liêu liêu mao. Một cái em bé dậy thì sớm có lúc sau dậy thì sớm có đồng kinh cười có một cái khối hạ đôi thì chúng ta cần nhớ rằng là một tổn hạ đôi. Như vậy cái tín hiệu cũng phải là cái chính. Và chỉ mặc dù chúng ta được học rằng là hàm một tô hà đôi thì tín hiệu tương đương chính xác đó là bình thường, nhưng thỉnh thoảng nó có những cái hàm một tô hà đôi thì nó cao lên T2. Thì như vậy thì trường hôm nay thì chúng ta chỉ có một hà đôi và có một cái tổn thương này thì chúng ta là có thành công rất lớn. Nếu chúng ta có được cái bệnh lý ác tính đặc biệt từ đó thì chúng ta có thể dễ về trường đó những cái di căn hơn, đó là trường hợp một số trường hợp mà chúng ta vừa rồi. Một số trường hợp chúng ta coi sắp xếp những cái bệnh lý người ta gọi là nhóm bệnh mà phacomatosis, tức là nhóm bệnh tổn thương thần kinh bài dài với chứng thần kinh dài di truyền, thì cái nhóm này sẽ có đến nhiều cái tổn thương thần kinh bài dài. Đầu tiên là bone pyramid hoặc là bone racking thousand NS2 rồi xương cổ cụ rồi bệnh Stukover vân vân, thì đó là những cái tổn thương thần kinh mà nó có cả thần kinh bài da. Nếu chúng ta kết hợp thì chúng ta có thể đưa ra cái tình báo, ví dụ một cái tổn thương u góc cầu tiểu não hai bên và bộ bên trong thì được thấy ở đây có trên 5 rồi thì chúng ta sẽ gợi ý một cái NS2 nên mình được đọc được. Nên nhớ rằng cái chân cái này thì còn 50-60% nó có cái u hai bên thôi, và cái nào có chúng ta thấy có sạc mục tiêu hôm nay thì chúng thấy cái gì, chúng thấy có các cái nội khối thân não thấp, có một khối lỗ mông rô vân vân. Khi vậy thì chúng ta gây cái gì, cứ một khối ở lỗ mông rô mà có những nội khối thân não thấp và các cái tổn thương đặc cụ bộ não trong bệnh sử tổn cụ thì cái khối lỗ mông rô này chính là u sao bao thì bằng lỗ dưới màng thấp gọi là xê đa. Mình đọc được dấu bệnh luôn là bệnh nào đúng, là khi nào mình phát hiện được khối lỗ rô ở bệnh nhân sơ cứng cụ thì chúng ta đọc được là cái u này đúng tên u luôn. Về cái nam nữ thì có một số trường hợp mà chúng ta có thể lý luận. Đầu tiên cái tổn thương bắc cầu tiểu niên của tiểu niên mà trong viêm tiểu niên leo vào thì nữ gốc tám lực nam, như vậy nữ lên sẽ chỉnh hơn là nam, và một cái giặc nông của tiểu cầu đều xảy ra ở cái nam nữ. Trong khi nếu mà chúng ta thấy một cặp và tên yêu của tiền tông thì thường là gặp ở đường trong khi tên yêu thì thường gặp ở đường tông, thì như vậy chúng ta sẽ nhớ rằng cái tiền tông thì nó có cái thêm một cái tên yêu thì chúng ta gặp ở đường. Như vậy thì còn lại cái đây tôi định trình bày trong cái bài theo qua cái này. Thì như vậy với cái tần suất này chúng ta đã nói rồi, chúng ta biết cho vui thì chúng ta cũng không cần thiết phải phải nhớ cái u trong tộc người lớn và trẻ em. Ở đây trẻ em thì chúng ta chỉ có một cái số nhóm u đặc thù cho trẻ em, và như vậy cái này nó u nào trẻ em nó có sự khác biệt rất lớn so với
người lớn về cả cái cạnh thân phải u vân vân. Với người lớn thì chúng ta nhớ rằng di căn và là cũng chiếm phần lớn và các cái u trong cái niệm của di căn. Ở đây chúng ta thấy rằng một số trường hợp đặc điểm tín hiệu cũng giúp chúng ta và vị trí là giúp chúng ta đọc được, ví dụ giả sử một cái tổn thương ở lỗ rô mà tín hiệu nó cao thêm một thấp thứ hai, tức là một cái dạng dịch đặn vào cái tim thì đây là năng kèm, và một cái tổn thương dạng mà bóc nổ điển hình nó mở bị bóc nổ điển hình thì chúng ta sẽ đọc thành cho chúng ta thương dùng thì nó là những cái dấu hiệu cả là chúng ta đọc được. Chúng ta nhớ là bóc nổ phải nổ đúng ngay mới đọc chắc chắn, còn những trường hợp mà nó phải nổ để chính xác thì cũng chưa thôi, nó trên rai cô thôi thì chưa chắc, vì số cực cũ nó có nặng tương tự. Trong khi bóc nổ của nó là gì, là nó phải lộn nhộn trên cả tế một và tế thứ hai. Đây là cái trường hợp nữa, ở một cái tổn thương phân lớn như thân thân nào bộ tuổi này thì còn khi chúng ta sẽ gợi ý một cái u trong cái đều. Bây giờ con nhân được là nguyên pháp hay di căn thì chúng ta nhớ rằng là đơn cổ hai đầu giúp chúng ta phân biệt được, tuy nhiên cần nhớ không công nghiệp chúng nào cả, bởi vì 40% u não một cổ di căn của một cổ, 40% di căn của một cổ, và tầm khoảng 10% di căn nào không tìm được của nguyên pháp là vì nguyên pháp. Thì như vậy dù khi cũng làm khó cho lâm sàng là chúng ta cần phải xác định được có phải di căn hay không. Như vậy của 40% di căn của rồi. Thứ hai, tính chất đau có khi không phải là di căn, các dòng u thần kinh đệm mà lan tỏa có thể là nhiều ổ, và các như lymphoma nó có tính chất đau. Như vậy thì chúng ta tổn thương đau chúng ta còn không biết được bởi viêm nhiễm hay là bởi viêm não tụy tại đẳng cấp hay là sự tự đại nào. Và như là nói tổn thương thì chúng ta cần xem xét bên trong nó là cái gì, nám dịch hay mô hoại tử hay mô chữa mỡ hay là mô dạng mô chữa các cholesterol các cái động vô xuất huyết. Thì cái này các chị biết rất là quan trọng, và một số chúng ta nhận định sai, tại vì có khi trong cái u nó có cung quá nám dịch mà nó không phải hoại tử, nó là thành phần nám của u. Trong khi thành phần hoại tử thì thông thường nó phải có tính chất bắc viêm, viêm quanh nó, viêm quanh chỗ đó. Chúng ta nhiều phân tán thì chúng ta có thể phân biệt được cái cấu trúc nám tử vi hay nám nám hồng nhện. Phân tán có thể giúp chúng ta phân biệt được áp xe và khu hoại tử và cái lymphoma. Thì cái này có cái dương và âm, thì ví dụ áp xe thì đa phần là hạn chế phân tán, dĩ nhiên sẽ có một vài áp xe nó sẽ không hạn chế phân tán, và dĩ nhiên có một số di căn nó sẽ làm chúng ta cần chỉ nhớ là nó cũng không dễ đâu vậy. Rồi thì lymphoma thì mô là hoàng hàng cô đặc hàng chúng ta cũng vâng, đó là một số tế bào. Cái này thì cô đặc trên vai tuần trước thì chúng cũng nhắc lại, thì bây giờ chúng ta xem xét các cái tổn thương kỹ thuật thứ hai thì có rất nhiều chuyện, trong đó các cái di căn ung thư thì di căn cũng vâng, và cũng nên nhớ rằng cái thốc này cũng không phải chỉ là di căn mà đôi lúc chúng ta gặp cụ lao nồi sò nó cũng chỉ là một thế này, cho nên không phải là chúng ta nhìn những tình trạng thấp rồi chúng ta phản câu là di căn và di căn tổn thương cụ vâng, phải chỉ là chỉ ở một điểm này là chúng ta nhiều bạn là học trong tiểu học nhanh là nhìn cái phim bóc không phải là trên mạng nó nói là di căn ung thư cũ và mình được rồi sau mình đọc được giống được là cũng kim dạng thật sai. Chúng ta cần một cái tổn thương thấp này có phải là đầu tiên là viêm hay là di căn không, nếu viêm lao thì nó khác biệt với di căn thế nào, thấp này thì phải như thế nào, phải như vậy. Thì cái này trong phương diện chung chúng ta thấy dù giả sử cứ nói tí thôi, một cái tổn thương viêm mà có dấu hiệu thấp này nó bóc thuộc viêm mà có dấu hiệu của cái duodenum tức là nặng thành đôi thì chúng ta mới hướng tới cái nhịp chung. Trong khi một cái thốc này đôi lúc nó cũng có thành đôi đó mà nó bóc kiểu này thì coi như chúng ta chỉ cần như vậy cho chúng khó và chúng ta có thể phải chọn thêm vào một tư phụ.
và trị liệu thấp lên T2 thì đầu tiên liên quan đến mật độ tế bào thì chúng ta nhớ rằng không hề là chỉ có lymphoma, tất cả các cái u nào mà có mật độ tế bào cao đều có thể nhiễm T2 trước hết và có hàng thì cũng có thể có thể làm được. Như thế thì cũng chắc là một là cái lymphoma thì chúng ta phải phân tích theo cái vị trí vân vân. Thì đây chúng ta có thể giám sát những cái tổn thương có thể có mật độ tế bào cao và hàng thì có hàng là rất nhiều. Cao trên một thì chúng ta cũng biết như tôi từng chưa nói rồi, thì ở đây chúng ta phải di căn xuất huyết, ở đây chúng ta thấy cái nano thì khác biệt của cái di căn xuất huyết thì dù trên một cao trên hai cao và viền cấp trên cái cô xung quanh là phù có thể bọc viền, trong khi melano thì nó tăng trên một nhưng bên trong cái hai nó cũng có cái vùng nó thấp, khác biệt với cái mô lý độ xuất huyết như chúng ta cũng thường thấy thì di căn melano à mở cái đi nhắc rồi thì cũng có nhắc lần ở đây áp xe hàng hiện cấp tám à, trong khi bên này cũng hàng hiện cấp bắc biên thì cũng là cái thể về cũng cần cái na thường bì cái một cái giá trị cẩn thận và trong na thường bì thì nó có cái tính chất dường như nhiều cao nó cũng có hiệu trong chỗ nó chỉ là lần luôn cúi theo cái vùng trong khoa dịch nó bị đi và như vậy chúng ta luôn luôn nhớ rằng một khi dùng thì về quan dịch bất thường chúng ta cần xem cấp tám cực kỳ để chúng ta tìm được đi những cái đặc ngôi nhỏ à, nhắc lại một lần nữa thì bắt buộc là rất quan trọng thì à, chúng ta không thể nào dựa vào bắt buộc để đọc u và cái u và đặc biệt là cái phù trong liêu thông nghiệp tại vì có một số trường hợp phù nó vẫn một thuộc à, và một số trường hợp một trường hợp nó thống nhiệm nó cũng không cầm thuộc và như vậy thì chúng ta không thể dựa vào bóc thuộc để phân biệt cái loại thấp và loại cao. Như ở đây trường hợp đơn ví dụ chúng ta thấy rằng cái bị bóc tắc u sơ bào rác ba thì nó cũng bóc thuộc đây trong trường hợp này u rác hai nó có thể là bóc thuộc và như vậy chúng ta cũng không biết được bóc thuộc. Ở đây chúng ta thấy bắp thuộc tổn thương trọng chỗ bắp thuộc viêm nhưng đây là viêm hở thì coi chừng là một quy giả u quy giả u đó chúng ta thấy rằng rất là dễ sợ và chúng ta khi chúng ta nhìn thú vị chúng ta nhìn vào chúng ta thấy những u là u thì chúng ta bắp viêm hở thì như vậy đầu tiên vâng các bạn thường nhầm lẫn giữa cái vùng bắp thuộc và vùng u cho nên thì tôi gặp đến bây giờ nhiều bác sĩ lớn tuổi rồi còn đọc thêm u nào cứ đè cái mịn tới cái vùng bắp của đó tức thực thôi và họ tưởng là cái u nó nằm đó thực sự nó phải vậy thì dù bắp phục với bắp phục nó cũng hề liên quan tới cái địa hạ của u cả thì như vậy chúng ta đưa ra một cái tip như vậy chúng ta có ba cái tip về hình thái u thì hình thái u đầu tiên là tip một là chúng ta biết u là u và xung quanh là tức là tổn thương dưới hàm rộng thì như chỉ có khối u thôi. Dòng thứ hai, tiếp hai là phần u và xung quanh là có mô thông nhiệm, cũng không dưới hàm rộng và xung quanh là mô thông nhiệm. À. Cái này thì u gặp u thần kinh điện và đây bên hay gặp kiểu này nhiều. Một cái dòng thứ ba u biểu là cái acrostom và liên quan acrostom lan quạng. Tất cả cái tế bào u nó len rồi trong mô bình thường và chúng ta không biết đâu là biến bờ của nó. Thì như vậy làm sao chúng ta đo thì dù đầu tiên cái kinh thuộc này thì chúng ta hiểu đầu tiên là cũng ngoài được cái quả dễ rồi tổn thương dễ hàng rõ như thế chúng ta đo cái tổn thương như vậy các u sơ bao dễ hàng rõ và các cái gì các u mới được thì theo cái kinh thuộc này à, nhóm thứ hai u dòng có u ngưng bao thì đề hàng dòng u này thì chúng ta nhớ rằng chúng ta không phải đo vùng đặc này chúng ta đo luôn cùng thì dòng thứ hai tăng luôn cả vùng đặc cả vùng tương tự như là vùng này để chúng ta đo cũng được có lỗ một tí cũng sao cả nhưng mà chữ cũng phải là chúng ta đo cái vùng đặc nghĩa là cái vùng tăng tăng đo được bởi vì chúng ta làm sao biết được trong này là một vùng nhiễm hay là một phù và chúng ta hay có cái lượng là đo cái khối này chúng ta đo cái này à trường hợp ba cái dòng u sao vào mà nó thông nhiệm thì chúng ta thấy rằng
cái giới hạn. Nhìn qua thì rất được là rõ, được rõ. Nhưng thực sự đây là cái vùng lúc này là vùng tế bào u len lỏi vào vô bình thường. Và chúng ta đo tất cả những vùng tăng bình thường 12 năm. Thì với cái ngành học hiện nay chúng ta từng phải xác định được u hay không u. Và khi đã u rồi thì chúng ta cố nỗ lực theo từng phân độ hiểu được. Nhưng cần thần chúng ta chỉ phân độ khi chúng ta có đủ trong tay các phương tiện để hành học đầy đủ như đa cấp số. Nên đa cấp số tức là chúng ta có tưới máu, có phụ, có vân vân thì chúng ta mới phân độ chính xác hơn. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình thái có chứ chúng ta hạn chế đọc u rạng mây. Các anh chị nhớ là chúng ta nếu được, nếu chúng ta dự báo được rạng cao hay thấp thì là đã giỏi rồi. À, chúng ta cần phải nhận được là từ hôm nay là một điều gì thì chúng ta cần giúp đơn vị xuất hiện rồi vân vân. Cái này thì sẽ làm thêm để đánh giá sau điều gì. Thì như vậy trong u thì cái đệm trong cái u não thì nó ngưng phát thì chúng ta sẽ có một loạt các ngưng phát như thế này. Và các cái u dòng theo phân loại u thì hiện nay phân loại mới 2001 thì nó sẽ phân nhóm các u thần kinh đệm riêng. Thì trong đó là chia các cái dòng các u dòng kiểu u sau vào tế bào nhãn là thành một nhóm. Và cái nhóm thứ hai là nhóm các cái u mang nhận thức. Rồi các cái con dòng các cái u động vật mặt chia lên thành một nhóm. Các cái u phôi nó chia lên thành một nhóm. Và các u neuron và neuron thần kinh hợp nó chia lên thành một nhóm. Và các u lên phong vào tế bào máu và các cái di căn. Thì các anh chị sẽ giữ được là cái cách phân loại đồng ở đây nó khó phải. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta có thể gọi tắt một câu u thần kinh đệm thì thường chúng ta bị sai là vậy. Chúng ta đọc là u thần kinh đệm thôi thì bị sai. Lý do gần như tất cả u não đều u thần kinh đệm về phương pháp là vì tế bào u nó xuất phát ở đâu. Tế bào u trong đó có bốn loại tế bào thần kinh đệm, thì trong đó có ba loại sinh u và một loại cũng sinh u. Tức là thứ nhất là tế sao bào, thứ hai là tế bào ít nhánh oligon sau, cái thứ ba là u mang nhận thức và cái thứ tế bào mang nhận thức và cái thứ tư là tế bào vi thần kinh đệm. Chỉ riêng tế bào vi thần kinh đệm thì nó cũng sinh u, nó là tạo một sẹo của phản ứng tăng sinh thần kinh đệm là từ tế bào vi thần kinh đệm. Còn lại ba loại tế bào đó là u hết. Và như vậy khi chúng ta gặp một cái khối u mà chúng nghĩ là ngưng phát thì chúng ta đọc u thần kinh đệm là gần như chúng ta đọc chín hơn 90% chúng ta đọc rồi. Như vậy cho nên các bạn là đọc u là quan trọng hơn cả. Mà khi u rồi thì chúng ta cứ thấy một khối u mà nghĩ là ngưng phát thì chúng ta cứ đọc u thần kinh đệm thì cũng sao. Thì cái u thần kinh đệm là cái khó khăn nhất cho chúng ta để chúng ta đọc. Thì nó chia ra là u thần kinh đệm kiểu người hàng rõ hay lăng quả. Cái thực sự để người hàng rõ hay lăng quả chúng ta cũng học rất nhiều mà đọc được. Thì cái này thì nó bằng. Thì để đạt được cái điều đó thì với u não hiện nay người ta dùng trong đài đa tham số trong các cái máy machine hiện nay thì chụp cái thời tục thời gian của sản xuất rất là nhanh. Thì chúng ta để thứ hai có lẽ là có hình ảnh phức tạp với hình ảnh tưới máu hình ảnh sau khi tế bào 3D là phổ và đọc ơn vâng. Như vậy chúng ta sẽ đạt được cái đồ chơi để chúng ta đọc được cái u. Thế bây giờ cái vi hình thái cái đề nó rất là phức tạp, chúng ta không biết cái thứ này có phải là gì hàng rõ hay không. Đây là kiểu thứ nhất là kiểu bộ mặt phục xung quanh là bộ thông diện, bộ mặt phục xung quanh là thông diện. Thứ hai cái kiểu có khai là giới hạn rõ toàn bộ xung quanh cũng có mũ xung quanh như vậy là dòng xung quanh là có mũ tế bào thông diện vân vân. Thì cái này là những hình thái của nó. Và cái đề chúng ta có một cái từ, những cái từ để chúng ta có tên gọi. Chúng ta làm sao đầu tiên gần như chúng ta đưa về hệ thống thông tin điện hết để không thẳng đồ mạch mạc của thông tin điện hết là điện rồi. Cái thứ hai nếu thông tin điện bị hàng rõ thì chỉ có một số rất ít các u thông tin điện bị hàng rõ và chúng ta sẽ cố gắng nếu chúng ta xếp được con này có chỗ này thì chúng ta là xong. Mà xếp có cái này thì u phân lượng là u của nào không thì giới hạn rõ chúng ta có mấy u. Đầu tiên là u sau bò lông thì nó rắc mồm, u xe gan như này cũng là rắc mồm,
cái Pedro một cái sang đoạn Boston thì còn thường là rất hay để hàng đó cứu cái này có thể rất hay ở Pedro rất là biến thể cứu này và u gan cái Pedro mà là u nó là một cái một vật ở trên cột răng một để bằng cái một thì u này nằm trong thất thì thường nó có thông nhiệt cho nên nó để hàng đó nhưng mà rất có thể cứu 2, 3, 4 còn cái u này thì cũng là u gì hàng rọt trong là thất rồi như vậy chúng ta có rất ít các u trong nhu mô gì hàng rọt rồi nhóm khi chúng ta tìm u gì hàng rọt thì chúng ta sẽ có định phiêu áp tốt sâu nắm đọc một câu như vậy là đúng rồi thì chúng ta biết chắc nó không phải là tổn thương gì hàng rọt thì chúng ta u thường kinh đều lan tỏa định phiêu áp tốt sâu thì khi u cho là lan tỏa rồi thì nó sẽ có đặc định nghĩa khi chúng ta coi là khi nó rắc là từ bắt đầu 2 đến 4 cứ đi phiêu áp prostom là cái đặc từ 2 đến 4 và như vậy thì khi chúng ta gọi là đặc thấp chỉ khi nó nằm được chắc chắn nó nằm 1 hoặc 2 thì chúng ta đọc u thường đều là đặc thấp nếu nó nằm chỉ có 2-3 thì được chắc là gọi là thấp thấp mà thấp gọi là, còn khi nào chúng ta có nông nhóm 3-4 thì chúng ta chắc là u thường đặc cao như vậy 1-2-3-4 nhớ như vậy là đúng. À, như vậy thì làm sao biết cái tổn thương dễ hàm rõ hay không dễ hàm rõ? Khi dễ hàm rõ thì nó chỉ đe đầy tổn thương xung quanh. Còn dễ hàm rõ thì có một tế bào thâm nhiệt vô kỷ ở phía xung quanh. À, thì thường là cái tuổi dễ thương dễ hàm rõ là đẻ. Và cái độ ác của thương đề dễ hàm rõ thì 3 tuần đi độ ác cũng lăn gọi là 2-4. Và cái u này có bất cả cái đi dài nó giúp chúng ta có thể phân định được cái các cái bỏ sợi dịch đẳng liên quan tới thành cốt. Ở đây khối nó đè ra và bỏ sợi đẳng nó chúng ta chúng ta nhập cái hình đi ra thì chúng ta sẽ thấy nó đè đi một cái u kinh điển mà thường chúng ta đọc được hết là đa phần các chị là ai đọc cũng đúng hết, ai vừa học cũng đọc cũng đúng luôn. Là tại vì nó dễ, đó là cái u vị trí kinh niệm và tổn thương kiệt kinh niệm là một đặc và năng. Nhưng ngược lại thì cũng có đúng, có nghĩa là các u liêu sinh vực có những cái u nó đặc không, nó không có năng. Vì cái năng gọi là năng trong cái niệm vi, chứ không phải cái năng trong cái năng bản thể thì chúng ta là vẫn đọc được. Như vậy, còn khi chúng ta thấy thế này thì chúng ta đọc là đúng. Còn trong khi mà nó đặt lại là chúng ta u thương cái đêm nhưng mà nếu có pilo hay không pilo thì có khi đó là pilo sẽ tiếp thôi nó đặt như vậy đó mặc dù hiếm nó cũng có đặt hết. Một cái điều quan trọng giúp chúng ta phân biệt với tổn thương u RBM hay là di căn là cái thân nang này nếu chúng ta tìm được nó không bắt buộc cái thân nang nó bắt buộc thì lúc đó chúng ta sẽ người trẻ thân nang bắt buộc còn thân thì chúng ta đọc được cái này chỉ từ cái phân biệt với cái một chiều làm tôi mà thôi. Đây. Và như vậy thì thân nám không bắt buộc thì vẫn có khi thân nám bắt buộc thì chúng ta bổ nổi hơn còn thân nám không bắt buộc thì chúng ta đọc dễ hơn. Như vậy thì cái trong u cái sau bao lâu này thì vẫn có dài bằng và không bắt buộc thân nám. Cái khó nhất của chúng ta là gì? Cái nốt nó nằm ở đâu? Nếu cái nốt mà nằm ở phía màng hướng về phía mông bên thì chẩn đoán không biết luôn luôn là phải chẩn đoán bằng ống dung làm thôi. Còn khi cái nốt đặt này mà nó nằm ngược chiều của cái mông bên thì chúng ta mới gợi ý này nhiều hơn. Và cái cơ chế bắc thuộc này nó khác hẳn với cái bắc thuộc trong các cái u thương kinh đệm và đặt cao khác thì nó là do thuộc đặc quá nó ro mà mặt bị ro đi qua thoái hóa bên trong cho nó mặc thuộc như vậy thì khi chụp tưới máu lên thì chúng ta sẽ thấy cái gì không có tăng tưới máu mặc dù mặc thuộc rất mạnh mà không tăng tưới máu trong khi đặc u thân cái điểm là 3-4 là cơ chế mặc thuộc nó là do tăng sinh vi mạch và như vậy thì cái thước đo tăng sinh vi mạch vẫn phải là tưới máu chứ không phải là nhìn một cái hình thái mặc thuộc của tiến thuộc bình thường anh chị nhớ cái điều đó. Như vậy thì
với một cái nam của thân thì chúng ta sẽ phân biệt thực phẩm bị u ở vùng thủy u là mấy đồ thì cái này dựa vào cái độ đặc của u thì thường kinh nghiệm và thực tế về luận thì chúng ta nhớ rằng cái u mấy đồ mức độ tế bào rất cao cho nên nó rất là đặc và nó hạn chế của tăng hạn chế tăng khảo với cái u thủy velocity nó cũng hạn chế của tăng cái u epanimo nó nằm ở vị trí đó nó cũng hạn chế của tăng và nó cũng đúng nhất và cái đặc biệt hai cái u mấy u này nó không việc nhiều vô những cái đỉnh leo cái u này nó hay đi xuống cái lỗ lỗ chậm và nó leo xuống thành những cái dấu hiệu đuôi heo và đi ra cái lỗ rất cả hai bên. Rồi bây giờ chúng ta nhìn một cái cục thước này chúng ta tưởng chân như vậy hàng rõ đúng không, tổng kết cái u này chúng ta cũng hàng rõ nhìn hình ảnh thì chúng ta đọc gì hàng rõ như vậy thì để chúng ta biết được một khối giảm rõ là đầu tiên là gì, chúng ta cần nhớ rằng những cái tổn thương giảm rõ mà cái nắp ngụm thường nó bắt thuốc ở phía biên mà nó bắt hết nám ngụm thành hoặc nó bắt kiểu như gan liêu nó bắt hết, còn trong những cái u thường cái đệm mà giảm rõ rất hay này thì thường không có bắt gì cả hoặc nó bắt lủng lủng bên trong hoặc không bắt gì cả mặc dù giảm rõ cái chỉ hiểu cái ý của nó là nó thông dịch nó mới vậy. Còn trong cái nó là khối đặc thì xương bắt hết bắt khối đặc đó hoặc là bắt viêm không đồng nhất thì nó bắt hết khối đặc đó thì khó nhất của cái bắt khối đặc đó chính là phân biệt với cái dây bên bơi cái chỗ phân xung quanh nó có thông nhiệm hay không, chúng ta cũng có thực đo để đo thì lúc đó chúng ta bị thua. Còn trong lúc này chúng ta cổ thì cho nên đứng chân tổn thương mà nó cũng bắt thuộc mà có hiệu chọn chỗ như vậy thế này để tăng trình thứ hai này thì chúng ta phải cái này là u không hiểu rõ. Đây một cái ví dụ chúng ta thấy nhìn dễ hàng rõ nhưng thực chất cái này là u thường cái điểm giải phẫu bình là rất khai nhưng cái này chúng ta học thêm một điểm sau này về tới nạn nóng mà liên quan đến ren thì có một khi chúng ta đo giữa cái nạn thứ hai valen ở vùng thấp này trên valen thì người ta gọi là dấu hiệu bít mắt thứ hai valen dấu hiệu thì cho thấy nó u thường cái điểm này có đột biến ren ghi đến hạng một đó là nạn nóng hiện nay và cái dấu hiệu có độ đặc hiệu rất cao gần như có thể là giúp để chúng ta đọc được dự báo được cái độ biến ren luôn. Cái này sau này là chỉ đi sâu thêm về chỗ nào thì chúng ta thấy cái này là sẽ có độ biến ren ghi đến hạng một với cái trong lan tỏa rất cao thì chúng ta sẽ thấy này cấu trúc của nó thì bao gồm những tế bào u nó leo vào cái mô của bình thường nó u tế bào u nó nằm vậy rồi nó có vùng ra ngoài này nó leo rồi chạy qua kiểm tra đi lúc thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái u này nó không bị hàm rõ và chúng ta có cái phổ để chúng ta đo vùng phổi viêm này nó tăng poly giảm nào thì chúng ta biết rằng cái tế bào u này nó có thâm nhiệm đây từ đây thì dùng cái này hiện nay nó có cái này rồi cái này rồi các chị nhớ từ có một số cái điều để việc làm infiltrating plasma thì nó thực chất là diffuse acoustic hiện nay cái dùng từ thay thế rồi là diffuse acoustic và như vậy chúng ta dùng từ là u hoặc là diffuse glioma thì đó là u thần kinh điểm lan tỏa chứ không dùng từ u thần kinh điểm thông nhiệm nữa và như vậy thì cái từ này bị bỏ này từ này không dùng nữa và như vậy cái u nó lan từ vị này nào nó qua vị nào và lên theo các cấu trúc như vậy chúng ta thấy rằng nhìn qua thì cũng dễ hiểu thôi nhưng ta được cái gì được cái tăng thể tích lên đó để đi dưỡng và tăng thể dưỡng thứ hai nó đi thấy bức thường đi lan qua thể cái này từ đây này lan qua này đó chúng ta thấy được điểm đó để giúp chúng ta nhận rõ cái này là u trong cái điểm lan qua thì để các bạn biết thêm một cái giá trị của nền học hôm nay thì đầu tiên thường quy chúng ta đọc u không u rồi thì chúng ta dừng lại đi nếu chúng ta có thêm hình ảnh phức tạp thì chúng ta xác định được cái mức độ tế bào thì chúng ta sẽ biết được là u này đặc hay không đặc dựa vào cái mức phức tạp này cái tưới máu thì chúng ta đánh giá cái tăng sinh vi mạch giúp chúng ta tăng phân độ và làm phân độ u tại vì u càng tăng sinh vi mạch càng nhiều thì nó là
phú độ ác cao bệnh và khổ thì này là kết tiểu hoàng. Thì như vậy còn chúng ta có thêm kỹ thuật nữa là cái DTI giúp chẩn đoán thì cấu trúc u là có bao nhiêu được có chắc chắn ở ở đó không? Thì như vậy chúng ta sẽ có được nhiều cái phương tiện hiện nay. Và cái gì nhớ trong tưới máu thì nên chúng ta có hai loại tưới máu là tưới máu PSC tức là tưới máu thứ hai sao. Cái tưới máu này chúng ta sẽ đo tăng sinh vi mạch cho ở qua dòng máu, ở dòng máu, ở dòng máu đi vào não. Tăng sinh vi mạch thì thông số đo chỉ dựa vào một cái RCPP tức là thể tích dòng máu não, thể tích máu não tương đối của nó. À, như vậy với cái tưới máu tế bào người ta gọi là tưới máu PCE thì tưới máu này chúng ta gọi là đo tĩnh thẩm thành mạch, tĩnh thẩm của cái hàng rào máu não, tĩnh thẩm. Và như vậy để đo được tĩnh thẩm thì có thể sử dụng cao sang, như vậy là cái này khác nhau. À, nhưng mà nó đều không đều đo được đánh giá được về cái liên quan tới tương sinh mặt trên, sinh mặt trên. Ở đây chúng ta lấy một ví dụ để thấy sự khó khăn của nạn sinh thái. Chúng ta thấy rằng một cái u đầu tiên thì chúng ta thấy rằng nó cũng có hạn chế phân tán, có hấp thuốc và như vậy nhưng khi đo tới cái tưới máu thì cái này nó tăng tưới máu. Trong cái đây mà thì hình ảnh nó cũng hấp thuốc tương tự mà nó lại không có tăng tưới máu. Thì như vậy với cái chỉ số cái tưới máu RCPP giúp chúng ta phân biệt được hai cái này với nhau. Là mặc dù cũng không thể trang hết. À, ở đây thì chúng ta thấy rằng cũng đặt thì chúng ta nhầm tưởng là lipoma nhưng thực sự là nó là về biểu, nhưng mà vì phân biệt cái hai cái này thì nó khó, nhưng mà chúng ta điều vào cái lắc tắc hay là cái bích thì như vậy thì vũ là tốt thì nó sẽ có không có những bích trong vùng mũ. Và như vậy với cái u lipoma thì sẽ có lipid ở vùng mô đặc, như vậy cái phổ là giúp chúng ta phân biệt cái lipoma và lipid. Như vậy có hai phương tiện để phân biệt lipoma và lipid dựa vào cái tưới máu và cái phổ. Di căn thì chúng ta dựa vào hai cái gì, dựa vào cái xung quanh nó, một khối đặc xung quanh nó liều có thông điệp hay không. Thì như chúng ta đã biết mắt thường chúng ta không thấy, hình thái không thấy được, nhưng chúng ta đo thêm cái tưới máu và phổ thì chúng ta thấy ở cái vùng quanh nó mà tăng tưới máu hoặc là tăng nồng độ colin lên thì chúng ta biết rằng cái này là u thừa cân đều. Và nếu như căng thì chỉ có vùng đặc này nó tăng đỉnh, nó xung quanh này nó chỉ là phù, nó không tăng tưới máu xung quanh. À, như vậy thì chúng ta phân đồ được dựa vào một cái dựa thêm cái tưới máu vào phổ thì giúp chúng ta phân đồ được thêm. Thì cái RCPP giúp chúng ta phân đồ được nếu cái ngưỡng RCPP trên 1.75 là phân biệt được độ ảo thấp phải tăng RCPP 1.75 thì các chị việc cái ai làm tưới máu thì sẽ thấy rằng cái này phải so sánh thì chúng ta thấy đường trên 1.75 đấy là cái ngưỡng để chúng ta phân biệt ung đường càng cao thấp có chắc chắn. Nếu nó bị xô đẩy thì thường nó là bảo tồn thì có thể thường cũng là thấp, còn cái u là cao thường nó thống nhiều vô trong cái thì có những trạng này và nó phá hủy có những trạng. Như vậy ở đây một cái ví dụ chúng ta thấy rằng một cái u chúng ta đánh giá được cả một lần dùng, chúng ta đánh giá được cả các cái bọn trời trực trạng, đánh giá phổ tăng cô lên, đánh giá tưởng bảo vâng. Như vậy chúng ta là một trường hợp điều trị. Đây cái đau đâu nữa hiện nay thì như vậy để cho cái vấn đề u nào cái gì để đơn giản vào một tí thì chúng ta cố gắng làm sao đọc được u hay không u. Nếu u rồi chúng ta cố gắng phân biệt được u nguyên phạm hay di căn. Đây là nói là u trong độc phân này, trong độc phải đặt phong ngoài độc sẽ ở chiều riêng trong độc thì chúng ta cố gắng đưa tới cái nguyên phạm hay di căn. Nếu nguyên phạm thì lúc đó chúng ta mới xem được câu là dạng nguyên phạm này có được là phạm cao hay thấp, chúng ta đưa thêm một bậc nữa. Thì thông thường máy thay thì một số cái u thường cái đề như Raven thì rạng cao thì nó bắt thuộc mạnh và nó có vùng hoại tử vững vững thống nhiệm xung quanh được thì chúng ta có thể đọc tới Raven được, nhưng mà đó là theo kiểu thông thường thường quy của cách hiểu của từ trước
hay là được bình nguyên là nó không được, tức là cái được bình nguyên của cái rạch của sinh học không được thì cái chúng ta đọc trước nay là đúng hết, cái mình hay đọc hiện nay cái khắp nơi Việt Nam mình là có những đồng nên, nhưng mà với sau cái nguyên nào cũng được cái này thì có lẽ là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chúng ta đọc chuyện bị thất vọng thì cứ đưa lên bài là chúng ta thất vọng ngay tức khắc, và lúc đó chúng ta quên đi cái câu chuyện đọc là RBM hay không RBM, vâng vâng cái RBM chúng ta hay thường nói qua giờ bệnh hiện nay cũng đang đọc cái từ cũ mà giải phẫu bệnh hiện nay ở các nơi kể cả giờ này vẫn đọc theo kiểu được 2016 vẫn đọc theo cách cũ chứ chưa đọc theo đọc theo cách mới, vì họ không có được họ mô được biến ra nó vâng thì họ phải đọc theo cách cũ, và như vậy chúng ta đang đọc cách cũ thì chúng ta cũng đang đúng theo kiểu của họ, nhưng đi sâu vô về vô hơn một này thì cách đọc đó gần như là nó sai hết. Như vậy thì chúng ta biết một chút để thôi sau này khi chúng ta có thể nói thêm một tí cái này là kiến thức mở rộng tí. Thì hiện nay phân độ u não thì người trong khu Hàn Quốc người ta không đánh số từ 1, 2, 3, 4 bằng số La Mã La Mã nữa mà đánh bằng số 1, 2, 3, 4 cái số Ả Rập là vì để tránh nhầm lẫn cái vạch nó thêm dư vật đúng không? Và như vậy thì và bây giờ hiện nay u thực tế đềm ở trẻ người ta cũng biết là u nhóm trẻ u nhóm người lớn, nhưng mà chúng ta tách cái trẻ em và người lớn đó, cái đề điểm nữa là trẻ em của cái cách phân loại u này nó phải tầm chỉ 30 là trẻ em, nghĩa là thải u nó thuộc về u trẻ em, chứ trẻ em nó trong nhảy nhảy các chị, chứ trẻ em đây cũng có nghĩa rằng là người trong các bạn đây có số là trẻ em, nếu u nào có thể là tình u trẻ nhưng mà u người lớn, chứ trẻ em này không phải là cái chữ tuổi nhĩ qua mà cái tuổi của cái nghiệp u nó thuộc dạng trẻ em, bởi vì nó mang tính đột biến gen khác với cái đột biến gen của người lớn. Anh chị nhớ cái câu thứ nhất là hai cái này mới nhất thôi. Thứ hai thì phân loại thì nó tách các cái nhóm ra như thế nào và như chúng ta sẽ xem xét. Với u thân đề hiện nay các tổ hợp chúng ta chia thành bốn nhóm. Đầu tiên u thân đề hiện được gọi là diffuse glioma của người lớn, diffuse glioma trẻ em. Trẻ em thì có diffuse glioma cũng thấp và diffuse glioma cao của trẻ em, và cả hai cuối cùng là các nhóm u nhỏ rõ. Như vậy chúng ta đơn giản bỏ thân bốn nhóm như thế thì cách đọc của chúng ta để cho hợp với u hơn một thì chúng ta cứ nhớ đưa về diffuse atrosome hay không diffuse hay dạng rõ ra đúng, anh nhớ như vậy để cho chúng ta khỏi phải phức tạp lên vì không cần rèn cũng đọc cao đó thôi, còn câu chuyện phía sau là để cho rèn mà làm gì thì chúng ta tiếp. Thì mới về lớn thì nó chia ra ba nhóm thôi, nhóm u sao bào có đột biến ghi đề hạc, nhóm hai u thần kinh đệm biến nhanh có đột biến ghi đề hạc, vì khác biệt của oligo và atrosome chính là có mức đoạn một bên chỉ quy hay không, cho nên hiện cái trường đây chúng ta hay đọc sai chỗ này, chúng ta bị quăng ngôn từ là u sao bào của oligo mà thì nó không liên quan rằng bởi vì cái của oligo chúng ta thấy sắc vở cái xưa học chúng ta học là gì, tổn thương nang động vô giới hạn rõ nằm ở vị trạng thái dương vương, thì bài học của sách cách đây của 12-17 năm đấy là tôi đọc là oligo. Thì những cái oligo đó nếu nó không có một đồng về chính quy thì nó trở thành atrosome, còn cái chúng ta đọc cái hình dung atrosome chúng ta đọc cái xưa mà nếu có được biểu ý đại học và có một đồng về chính quy thì là đọc thành oligo, mặc dù tế bào trong dạng của mình vẫn là atrosome, còn cái đây mặc dù trong tế bào dạng mình là oligo, cái gì nhớ như vậy oligo và atrosome không còn phân chia theo kiểu tế bào hoặc phân hưởng hiện cái đường vi khoa học mà phân chia theo gen, nhớ là câu thứ nhất để nhớ, cho nên từ đó chúng ta suy ra một câu là chúng ta đừng có đọc atro hay oligo nữa, đừng có hay nữa đừng tỏ ra mình hay nữa mà nên đọc thành u thân kinh đệm cho nó khỏi bị sai nhá. Cái tiếp chúng ta hay đọc RBM thì khi nào là RBM, RBM phải được định nghĩa ở người lớn là không có đột biến gen gì đâu, gọi là nó thể hoang dại, nó hệ thống u thân kinh đệm đặc cao đặc bốn mà không có một cái đột biến ra gì hết, lúc đó chúng ta mới đọc thành RBM, mới là RBM theo cách mới, đó như vậy. Như vậy thì có đột biến thì nó chia đột biến gen ý thì không
thì nó rất là tốt. Các chị nhớ đột biến gen là tốt hơn, có đủ là cái điều trị được, tiêu chuẩn tốt. Thì như vậy đột biến gen thì nếu có đột biến gen thì chúng ta chỉ những phân độ thì nó có thể tới 2-4. Bởi vì có một ngày xưa thì u rạp vốn là một cái đồng nghiệp u rạp vốn là đại bèn. Bây giờ hiện nay nếu u rạp vốn có đột biến gen ý đề hàng thì nó có u là không dùng chữ ý đại bèn là mà dùng chữ acrocytone rạp vốn. Đó. Như vậy không dùng chữ và cái chữ anaphylactic cũng bị xóa trong một phần học. Anaphylactic là u rạp ba thỏa sản. Ngày xưa mình đọc là u sao bào rạp ba thỏa sản trong giảng vận động vậy. Thì hiện nay người ta không đọc là rạp thỏa sản mà gọi là u ba. Còn không dùng đại bèn mà dùng u bộ. Như vậy thì bắt đầu dạy kính nghiệm vi thường chúng ta có hoại tử hay tăng sinh vi mạch không. Nếu có hoại tử tăng sinh vi mạch thì chúng ta dùng u rạp bốn mà không dùng đại bèn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có đột biến ra như thế nào. Tức là cái xét nghiệm ý đại học có đột biến ra đôi khi chúng ta sẽ dùng u rạp bốn. Và như vậy cái mới nữa là có những cái kiểu đồ vật tư mới này rồi cái đi là tức là nó nói trên một câu chuyện nữa là cái ngày xưa mình học là ngoài từ tăng sinh vi mạch là u rạp bốn và là đại bèn thì bây giờ không có hoại tử tăng sinh vi mạch thì mình cũng là đọc là đạt 2-3. Nhưng thực chất nó có một số các cái sinh học phân tử mắc cơ khác nó tăng độ lên thành đạt 4. Ví dụ như cái vụ phân đồng tử này là đạt 4, nó không vâng. Ví dụ chẳng thấy, đầu tiên, cái này, thứ hai phần này, u này là một chiêu bắt đầu stop, có mít mắt thứ hai phần này. Thì như vậy với giải phẫu bệnh cái này giải phẫu nó ra đầu tiên là u 2 nhưng còn biểu đen như vậy hiện nay đọc thành u 2 có đột biểu đen tiếp nếu mà nếu nó từ u 2 thì biểu đen nhưng nó có mức vì đồ học tử đi thì nó trở thành nhảy lên u 4 mặc dù còn tổn thương chúng ta phải dùng ý cái hình thái dùng ý cái kia ý trang cái kia nhưng nó thêm một cái sinh học học tử mới nữa cái này thì nó trở thành u 4. Nên chị thấy khó chưa? Như vậy thì hình thái chúng ta thấy u 2 có mít mắt thay bà lê và đồ biểu đen như thế nào. Nhưng khi có thêm cái việc CDK 2B AB thì nó sẽ thành u 4 đó. Cái này nó chỉ mất đồ nhảy mít mắt thay bà lê là 100% cả chị cái này học không? Vì là có thì đâu có tiếp. Nếu chúng ta thấy bắt đầu bệnh nhân dưới 55 tuổi mà không có đột biến gì đâu thì phải tìm các đột biến khác. Nếu nó có những cái lỗ này thì chúng ta sẽ thấy được cái là ví dụ như là không có đột biến gì thì còn nó sống dài hơn. Tìm những đột biến khác. Bởi vì chỉ cần thêm một cái đột biến gen trong cái đồng này, những cái bức thương này cái đồng này thì chúng ta sẽ thay đổi cái thì tình trạng bệnh nhân như vậy thì chúng ta thấy cái này oligo thì nó có ý đề hạt và mức độ bệnh chính quy. Bây giờ đến GBM thì hoang dã quay tích thì chúng ta thấy rằng nó chỉ đầu tiên chẳng có bệnh phải thông thường chúng ta có vài từ và đến người máu chúng ta có nhận tăng sinh vi mạch chẳng hạn có vài từ hoặc trong những bệnh có vài từ nó rằng thì như vậy cái này bản thân đọc đã u rằng là cũng rồi nếu có đột biến gen ý đề hạn nữa còn u rằng cũng thì chúng ta có reben anh gì được chưa tức là reben chỉ được đọc khi nó phải có điều kiện trên mức đầu tiên điều kiện đầu tiên nếu có là có vài từ tăng sinh vi mạch còn về không có đột biến gen chỉ hết thì chúng ta làm reben nhưng dạ sự nó không có phải vâng con vâng có không có phải vâng con sinh vi mạch chứ nhưng nó có ba tham số ưu tiên khác này gồm tẹt ELF và con sông tăng bài giảm giảm 10 mức bài giảm 10 thì nó lại trở về đặc bộ nó đổi thêm một bậc nữa thì như vậy cuối cùng cái chúng ta thấy là lành tính như trong phim hay là thông thường thì nó sẽ trở thành ác tính nếu nó có được ba tham số ưu tiên này. Điều này nói lên một câu chuyện cái hình thái của chúng ta cũng còn đúng đúng chi cả khi đọc phân độ u cái sách vở chúng ta học thông thường là sai hết
Bởi vì cái quyết định trong năm quốc tử của môn một chính là những thay đổi về mặt di truyền, chứ không phải là cái chuyện thân thể của mình. Vậy đây quý vị dùng cho thầy để mình đây được này này thì level vì đại học quá tiết được làm thuộc ra thì là level rồi. Trường thứ hai nó cũng bắt buộc đi chơi, nhìn qua thì nó vẽ những số mình đọc là u là hai ba gì đây cũng phải level, nhưng nó có cái tẹp để là ba này cuối cùng cái này cũng trở thành level luôn. Cách mới cái này cũng vậy, chữ này đọc u là ba, giờ mình đọc ra u là ba, anh đang đọc tiếp không có đột biến ra gì chứ, mà có cái tẹp đột biến tẹp này cuối cùng trở thành u level. Cái này cũng vậy, nó có cái tẹp rồi. Đó, như vậy thì từ đó chúng ta thấy rằng chỉ nói được level khi điều kiện nhất là có không có đột biến ra nào hết bắt buộc. Điều kiện thứ hai có phải từ tâm sinh vi mạch, tức là dạng của bình thường quy cho thấy cái đặc bố mà không có đột biến là level. Thứ hai khi dạng bình thường quy không có cái đặc bố nhưng có ba tham số di chuyển khác đâu, đó là tẹp và âm và vị DDR application và chromosome tăng 7 giảm 10 chẳng hạn, như vậy là đủ ba người là một trong ba cái đó thì trở thành u level. Như vậy chúng ta hiểu như vậy là u là khác biệt rồi. Thì từ đó chúng ta thấy rằng u thì mình là người lớn chúng ta thuộc ra thì có chuyện như vậy thì chúng ta sẽ đọc rồi lại về lại khi không phải chúng tay là tay không mà đánh giá thì chúng đánh cái gì, chúng ta nên đọc là review hay không review là u. Anh chỉ nhớ cho tên của trạng mà RBM này kia hết. RBM của mình đọc đó là RBM thường quy, còn RBM thật sự nó không phải vậy. Rồi với con nít thì nó khác cái tuổi của trẻ em, con nít được định nghĩa là giữa thì 30 thì, và như vậy nó chia ra hai nhóm, lan tỏa là thấp và lan tỏa là cao đến đặc điểm mô bệnh học cả. Tức là nếu giả sử mô bệnh học mà là thấp thì mình đọc là phải ra là thấp, thì phải có những điều kiện di truyền như thế này. Nên mình chia ra có các điều kiện di truyền gồm có cả 13 ở cả cái đấy này, thì nó đưa về cái là áp tô là làm tỏ là thấp lên cổ đồng vân à là thấp thì ba là cao thì đây là như vậy. Thì cùng các cái biểu mô học này thì nó cái gen của nó không có ra gen của cái người lớn. Chính vì cái gen mà nó vẫn trẻ người lớn là dùng cái gen này, ví dụ đây đột biến của nó liệu làm tỏ bằng câu là phải đột biến histone 3 đây ba bốn. Còn bây giờ lên trong đường nhựa lan tỏa thì phải đột biến ra histone 3 K27M, nó khác nhau như đó. Thì như vậy còn với rạc cao kiểu RBM kiểu trẻ mà mình đọc là RBM là trực tế thì nó trở thành là quay tiếp histone 3 quay tiếp VDH, tức là không có một cái xét nghiệm đột biến trên nào đâu thì rạc cao à. Và nó cũng bao nhiêu thì RBM cho trẻ em là vậy đó à, như vậy là nó như vậy. Thì chính những cái điểm này thì chúng ta sẽ thấy một số các cái dòng u mới nó sinh ra, nó mới sinh ra trong cái u mắng bụng này. Đó thì chúng ta thấy với cái đột biến gen của nó thì cũng là dùng u thân đều như người lớn, nhưng thay vì cái đột biến gen IDH thì nó biến đổi MIV hoặc MIV lần thì nó khác cái chỗ này. Nên nó cần gì thấy nếu như một cái u khác là cái lông da dạng tông mặt thì nó vậy, thì nó cũng trước đây thì là nó đi đơn giản thì như vậy là lắp một thì nó nằm ở ngoài biên chất liệu. Cái này, cái dòng u này thì chúng ta từng như coi trình tập u ra luôn. Bệnh nhân đồng kinh, nó chỉ có những cái cục vôi, những cục vôi thôi. Cục vôi cũng có biến phổi, chứng trọng, có biến gọi là hiệu quả chứng nhĩ đơn. Nó chụp siêu vậy thôi. Và như vậy chúng ta sẽ đọc cái gì? Tổn thương cũ hay là tổn thương cái gì đó, rồi viêm nhiệm vỡ vực. Nói chung là đọc lên tinh, không ra cái gì cả. Cái này chỉ có giảm vườn nó ra luôn, nó ra được cái này. Ra được giải quyền thường quy thì ra oligo, dùng oligo, nhưng nó có cái đạp cái sọt trong thì nó thay đổi cái này thì cuối cùng nó ra là u này, người ta gọi là u thần kinh neuron thần kinh điện kiểu trẻ đó, đang thay đó. Rồi cái gì thì kể tiếp những cái nhóm trẻ lan tỏa người lớn thì nó phải liên quan tới cái hình này. U này là một u mới, u một thì nó giống như cái chuyện mình đọc là u sau bao thôi,
lâm đồng sẽ vào đi lật đổ sai, nhưng nó phải có cái đột biến đến cái con đường bắt quay của móc lâm đồng của mình. Thì như vậy chúng ta tổng tắt lại cái u với rạng cao thì nó sẽ có bốn cái tên u này, bốn tên này. Cho nên chúng ta cắt những cái đối xung đột diễn ra thì chúng ta cũng không đọc cụ thân vấn đề thường dựa lan tỏa. Thì nó chỉ lan tỏa gì? Nằm trục đôi thì bị thân não xuống hết. Cái u trước đây mình hay đọc là u gliom thân não ấy, thì nó sẽ trở thành cái nhóm này. Nhóm đó cũng như lan tỏa này. Thì nếu có đột diễn ra và hay có đột diễn ra thôi và nhập quyền lạc cao thấp thôi, rồi sau có liên quan đột diễn ra. Và như vậy chúng ta cũng còn dùng từ GVM cho u thân định kiểm trẻ em được. Cái này là gì? Những mình kêu trẻ em chứ không phải là ở cái con điểm là vấn đồng của điểm nói câu là sai. Ví dụ giả sử một người với các bạn cỡ tuổi 30, chắc trong khoảng 30 tuổi thì mà hình hải u của trẻ em của người lớn đột biến ra ấy để hạt về liên quan đến cái đột biến ra của cái huyết đanh thì nó trở thành u thân điểm của người lớn kiểu vậy của trẻ em. Mà cũng như người 30 tuổi khác mà có cái tổn thương kiểu này nhưng ra đột biến ra nó ra đột biến ra của cái dòng histone 3 thì nó trở thành u thân điểm kiểu trẻ em. Anh chị hiểu là cái kiểu đang người lớn nó liên quan tới cái nhóm đột biến ra chứ không phải liên quan tới ba hai năm mình thấy cái gì mình sẽ thấy những cái ví dụ tổn thương nằm trục đôi giữa này người giữa 30 tuổi giữa 30 tuổi mà được chi gờ gì của mình là liên quan tới đột biến ra kiểu đấy đó. Thì đó nó có đặc điểm về thải như thế này đó. Và cái này mau nhất vì thế tiến đường rất là kém dưới 2 năm. Đây, trong trường hợp này, nếu 20 tuổi này, xưa nay thì mình đọc gì? U thân cái đẹp, nhưng mà giờ chúng ta tỉnh rằng là u thân cái đẹp bằng câu kiểu đẹp em đột nhiên không bao nhiêu bao gồm. Là những cái đi thân ra của cái gì? Nhưng trong khi trước đây mình nhìn cái này mình đọc gì? Chắc là u đã 2-3 gì đó đúng không? Đó. Rồi cái này, tôi chỉ hai bên, đứng giữa đây. Quay tiếp toàn bộ cái điểm tỉnh và đặt bao và thành ra thành nặng và quay tiếp cái thành lên lên đặt bộ rồi cái một cái dòng cũng nít nhung nhi nó tạo thành cái cổ này thì cũng là u thân đẹp à. Như vậy còn lại thì hàng rộng thì chúng ta cố gắng làm sao đọc được cái khả năng các bạn đọc được chúng ta đọc được đầu tiên sau vào đông đọc được rồi thứ hai biến thể sau vào đông thì gọi là dạng kiloid thì cái này khó hơn nhưng nặng cũng nó nặng như sau bao lâu cái sau bao vàng ta hình thì nó nằm ở tuổi nhỏ đi rồi tuổi trẻ mà nằm đang thải nằm nang đột phân ở trên liều ở nông thủy thái dương một cái đặc trưng mà nó chúng ta tìm được thì nó rất là giúp ích chỉnh vào cái loại này vì sao này chỉ là nó đang theo kiểu măng mềm kiểu nó đang theo kiểu măng mềm nó bám theo liều rìa của cái vỏ nào măng mềm nhiều khi nó dạng ngoài trục đó có cái này còn cái gương xe gan thì hãy gặp trong cái xe cứng cụ rồi cọc tôi liều mà thì cái này mình đọc cũng được đó. Rồi acrobatoma mình đọc cũng được như vậy thì có những cái dòng u này mình đọc được 1, 2, 3 đọc được 3 cái tức là hình thái đọc được 3 cái nhiều 3 cái thôi con về kia đừng có mơ đừng có mơ rồi epamimum thì hiện nay người ta không chia phức tạp nữa ta chỉ còn lại trong đó đến liều sau thì sống bao vị trí thôi thì theo ra thì bây giờ này đến liều rồi để loan dưới liều rồi cái loan thì sống rồi thì sống đây rồi như vậy thì chúng ta sẽ còn một cái phân nửa là nó sẽ riêng một nhóm. Ngày xưa chúng ta học là ai đọc là bệnh nặng tức là gì bệnh nặng là u viêm đạo vào thần kinh tiền ngưỡng thị thì ngoài vị thần kinh ngưỡng thị bây giờ bỏ rồi trong u 1, u 16 và bỏ cái đường u 1 là bỏ luôn mà người ta còn lại u phôi mà thôi như vậy nó chỉ có hai xác định về mặt di truyền có các dòng tiểu medulo dòng của u phôi có điều thể hoa hồng đa tầng có biểu đồ C19MC rồi u quai và bị que bị quy hình đó. Nếu chưa xác định mặt di truyền thì nó có những dòng này là hiện nay người ta chưa làm được về mặt di truyền chứ không phải là tức là người ta chưa làm xác định di truyền rõ rệt đấy. Thế nhưng mà chúng ta có hai chuyện di truyền và không di truyền và như vậy thì nó phức tạp quá thì chúng ta nên được về có u phôi không u phôi
thì chưa phân loại nếu môn học thông thường, thì thứ hai là không phải theo di truyền, nhưng mà chúng ta sẽ có cái dạng này thì tức là tất cả các u phôi mê đô lạc tông là rạc bốn. Nói chung cứ đọc được mê đô lạc tông thì chúng là rạc bốn, và bất chấp những việc di truyền đi kề nó, nhưng nó khác như cái này là gì? Khác biệt không? Mà là điều trị nếu các triệu chứng di truyền có liên quan điều trị, thì đầu tiên nếu mê đô lạc tông già không có cánh thì nó là tiên lượng tốt và nó nằm ở mặt sau của chúng nào trong trường hợp thông thường này và thấy vẫn có thể phân hướng liên quả thể lan ra lỗ Prostata. Chính điểm này là điểm nhân lực mà xưa nay giờ mình đọc sai là gì, mình cứ tự chừng là cử hệ viết cú từ phía nó nhìn lan của Prostata là thế bằng chữ cú mắt nên nó không phải. Chúng tôi cũng bị nhân lực mấy lần vì cứ tự về những cái đa nhà quần là ngạc nhiên sau khi mình đọc đây thì thấy ra nó khác biệt một cái cho kinh nghiệm mình rút ra được cái gì mực đủ tế bào. Tức là khi các bạn thấy u cột sáu ở trẻ em mà rất nặng, hàng chỉ có đã rất nhiều thì có thể nó được vào cái vê đô lô làm đô mà nó cũng phải bằng cái mục đó là chúng ta phải chuyển đó thôi để có khó khỏi vậy. Nhóm thứ hai, nhóm số nít. Nhóm số nít này thì một cái lượng tốt thì nó có cái hoặc cũng có cái đột biểu danh TP53. Cái chỉ được TP53 thì là những cái dòng mà nếu những người có cái này thì TP53 tức là những cái dòng này là người ta gọi là u cấp nó có thể không? Bệnh có rất nhiều là u, trong đó u não, u tùm lum chỗ thì những người có cái này là coi như là u tùm lum trên đây chỗ. Rồi đến cái dòng số nít mà dòng số nít này thì nó ra vào đây là một đặc và nó nằm phía dung. Các chị thấy cái này là cái khó tí, nhưng loại nhóm không cả hai không có cánh nhưng mà còn không số nít thì nhóm này là thường là vị trí cái điểm mình hay gặp và tiên lượng đường đẹp. Cái nó nằm ở cái vùng phía dung nằm tư. Thực ra cái này cho nên các chị thấy khi phân biệt giữa cái medulla với cái epiphyseal chúng ta không chỉ dựa lưng của dựa vô cái chỗ mà chúng ta biết nó nằm trong não thức hay là nằm ở phía dung, vì hai cái đó nó có quá khó. Vì một số trường hợp nằm tròn trong phía dung mà thực chất là từ cái mô nằm tròn phía dung thực chất là từ cái màng não thân, mà một số trường hợp là từ bị màng tưởng là trong não thức mà thực sự nó là từ phía dung xâm nhập vào. Và như vậy chúng ta không dựa vào một cái tổn thương thì bậc kinh điển chúng ta hay dựa vào cái gì? Dựa vào cái đồ lám theo lộ rất cao và lám xuống cái đôi heo là epiphyseal, còn không lám thì là medulla, đúng không? Nhưng theo tôi nên chỉ dựa vào bộ đặc của u tế bào và có xúc được đồng bôi có đồng bôi hay không, bởi vì cái epiphyseal thì có đồng bôi trong cái medulla thì nó cũng có những bộ đặc bên đặc hơn thành những đặc hơn thôi là đủ. Như vậy cái thể này thì nó có thể bóc thủ tinh. Cái dòng này hiện nay của dạng của bệnh nó mình đọc được đọc sai thì trên hình ảnh chất đa phần nó gặp ở trên liều thì phải dương nó gặp thì u này mà mình đọc là để mình đọc là thành là bệnh ảnh, nhưng nó hiện nay có bệnh ảnh mà nó là thành u phôi có thể không đa tầng cái đi cũng là bố. Cái này thì để tìm hiểu chút việc để thấy rằng thì dòng bệnh hiện nay thay đổi nhiều lắm. Cái khu này thì cái gì cũng biết là cái dòng này là nhìn qua cũng giống medulla nhưng nó là u dạng quá dạng quen cũng này. Cho nên khi chúng ta vùng cổ sau này chúng ta cổ động được phân biệt cho được cái dòng u phôi bởi cái dòng u mà không phải u phôi là được rồi, là giỏi rồi. Thì dòng u phôi thì nó có đại diện là medulla lạc tông, còn dòng không phải u phôi là epiphyseal. Như vậy các bạn cố gắng tắt cho được hai trong nhau, còn ngã thì u là các cái dòng tên này tên gọi này để giải quyết làm việc mình cũng không làm được đâu. Và đây anh chỉ nhớ như vậy để cái gì thì như vậy chúng ta còn phải là lên phô thì như vậy thì tóm tắt các cái dòng u thường cái đều là chính, và gần như chúng ta phân lớn các u nào
là u tuyến giáp đều, điều trị bắt đầu. Còn cái thứ hai là dòng u phổi thì hay gặp ở trẻ em, rồi u phổi gặp ở trẻ nhưng phải gặp người lớn. Và cái thứ ba, u mô phẳng thứ ba đó là lymphoma. Lymphoma thì chúng ta cũng may thay, gần như các cái lymphoma thì chúng ta dễ dàng đọc thanh thải phân biệt với thằng u tuyến tiền liệt, nhiều cách để phân biệt hơn. Và như vậy chỉ có một số trường hợp đặc biệt là sai, là đọc sai, còn lại là phân lớn có thể là đọc được. Trong cái trong lymphoma thì nó đây là mặc dù nó chỉ 1%, nhưng chúng ta có thể đang nói là lymphoma nguyên phẩm primary, là nguyên phẩm hệ thống lymph nước. Thứ hai nhóm là thứ phẩm thì dưới dưới căng lên thì mình tách riêng. Tại thứ ba trong lymphoma là người ta tách ra hai nhóm là miễn dịch bình thường và suy giảm miễn dịch. Như vậy đầu tiên chúng ta muốn đọc cái lymphoma kiểu gì, chúng ta có thể bình những nó nằm trong nhóm miễn dịch bình thường hay miễn dịch bình thường. Cái thứ hai, cái tế bào chúng ta cần nhớ một điều, trong mô nào không có một tế bào lympho nào hết mà nó lại có lymphoma, đến bây giờ người ta cũng giải thích được, người ta chưa tìm cách để giải thích tại sao như vậy. Và như vậy thì suy giảm miễn dịch chúng ta không phải chỉ là HIV, mặc dù chúng ta thấy là HIV thì nhiều, nhưng hiện nay suy giảm miễn dịch chúng ta nằm trong hội chứng ghép ghép tạng cũng có lympho, một số suy giảm miễn dịch bẩm sinh, một số trường hợp những nhân tiền thể cũng như một số trường hợp bệnh nhân điều trị bằng cổ tích lâu ngày nó suy giảm miễn dịch lúc đó cũng vâng nó cũng có thể sinh u lympho này. Rồi những người dùng, những bệnh nhân nó dùng các thuốc suy giảm miễn dịch trong điều trị ung thư nó cũng biến thành cái lympho. Và như vậy cái điểm thứ hai để tìm về mặt pathology thì chúng ta nhớ rằng các dòng u nguyên của lymphoma nguyên phát là dòng non Hodgkin. Cái anh hiểu về Hodgkin và non Hodgkin trong pathology học kỹ thuật học trong bệnh học kỹ thuật thì nói chung cứ nhớ về như vậy là lympho thì có tế bào B T, mà trong dòng u thì non Hodgkin và Hodgkin thì non Hodgkin được ám chỉ dòng u không phải hạch. Hodgkin thì thường là những u từ hạch, những cái dòng u mà làm phong từ hạch đó là dòng Hodgkin bên điện, còn dòng non Hodgkin là không phải. Và trong Hodgkin thì chúng ta phải đi tìm có tế bào B hay tế bào T. Rồi như đó về mình. Một đặc trưng chung là hai cái chuyện đó là mức độ tế bào cao và nó tỷ lệ nhân với sinh chất như cao. Các chị nhớ cho giả của mình thông thường không đọc được lên phong mạng, tức là các chị dùng lấy cái tế bào vô ra mà đọc lên phong là thường đọc không đúng đâu, tại nó ra cái tế bào màu xanh tròn và nó đặc và nó chỉ có tỷ lệ nhân với sinh chất cao và nó xanh tròn và người ta chỉ đọc là u tế bào màu xanh tròn nhỏ thôi. Nhưng khi qua hóa mô một cái là tắt được cái này, ta được cái dòng đi rồi nó được lên phong cũng lên phong rồi ra hóa mô là xong. Là như vậy chất lượng tình trạng của nó vẫn là liên quan tới hóa mô. Thì như vậy thì cái nhớ một điều nữa là cái lymphoma nguyên phát thì hay gặp ở người lớn, người lớn tuổi tầm 60 chúng mình đến tuổi gần đó, nhưng chúng ta cũng liên tục bị gặp hơn. Thì một cái tiếp là chúng ta cần nhớ một số cái vấn đề hành học. Nếu nguyên phát là nhu mô, nếu thứ phát là măng mềm, măng cứng, đúng không? Và CT rất lợi hại, CT rất lợi hại, rất giá trị. Nó là một mức độ mà nó tăng lần đầu gần như xúc huyết, đúng xúc huyết vậy, đúng xúc huyết vậy. Nhiều khi chúng ta thấy đọc vừa rồi thì chúng ta nhìn qua cái CT còn một ra thì CT giúp chúng ta thấy rằng là tăng lần đầu là rất là hay. Và vì cái tín hiệu do mức độ đeo cao thì tín hiệu trở ra là T2 thấp, mặc dù T1 cũng thấp nhưng T2 luôn thấp. Cái tiếp là hàng kỹ thuật tăng. Khác biệt giữa cái dạng mà không suy giảm miễn dịch là một bên là nguyên pháp mà không suy giảm miễn dịch thì bắt đặt đúng nhất, còn trong thử pháp thì thường nó bắt không đúng nhất và những việc. Đây là cái cách để mà so sánh giữa cái nhóm suy giảm miễn dịch và không suy giảm miễn dịch, các chị nhìn vào đây là thể hiện rồi. Công nghiệp nhìn một hình đầu tiên vì đi thì tôi nhớ cái lymphoma, nhớ chung cái điểm hơn này là gì,
nó thất ở hoặc là phía vỏ hoặc là hoặc qua hoặc là quanh nó thất, quanh nó thất vào vỏ, hạt cũng nằm bơ vơ giữa giữa chất đạm được, giữa chỗ này được, nhưng nó phải ôm cố kỹ cái vỏ và nó cuộn kéo theo vùng nào đâu đó. Như vậy vì cuộn theo vùng nào đâu thì nó sẽ có theo cuộn đi theo cuộn và chúng ta có dấu hiệu đích lai hoặc là người ta gọi là nó sai. Cái dấu hiệu này cả kinh nghiệm giúp chúng ta đánh giá cái là của ma. Thứ hai là một lượng tế bào và là hoặc đặc biệt nhất nó như thế kiểu là chúng ta thấy một vài rồi. Kế tiếp ôm quanh não thức đó là một đặc tính của nó. Ôm quanh não thức như vậy chúng ta có vỏ và ngạch. Giả sử chúng ta có hai viên như thế này mà nhiều bạn thay đổi chi căn, chi căn thì đau chi căn. Trong lên phun là nó thẳng chi căn gì, nó không phải cái chi căn từ hai cuộn tròn nốt. Còn bên này là dạng mà nó mạng như vậy và nó ôm theo vỏ thành nó thức. Đây nó rất là ôm, vì ôm cho nên mà người ta chế chữ ta dùng chữ lim phong ma là gọi là viêm quanh não thức. Cái này là vừa rồi đi hội nghị ngoài thành phố cũng có một cái ca của bác sĩ Phương Minh Bay là cũng chỉnh lý một bệnh nhân lớn tuổi dạng não thức không rõ nguyên nhân mà xung quanh có hơi tăng 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 thì hiểu những phục vụ vậy và ngoài cho tiêm phục cảm thấy ngồi ngồi chừng khó để khi tiêm phục ra là chính là cái lên phong ma nó riêng quanh thức, nó gọi là riêng phong ma đấy, nó viêm quanh thức mà đây là một cái đặc thù của nó mà chỉnh lý cái dạng não thức ở người lớn tuổi nhớ cái dạng não thức do tăng áp lực nội soi ở người lớn tuổi phải tiêm phục mới việc được. Không tiêm phục là cứ nhầm tưởng lớn tuổi dạng não thức nên tỉnh chết không tương xứng của dạng não thức và cái trận nào. Thì cái này cũng tương tự như ta của bác sĩ Trương Trinh Bay mới biết là một vị rất là đâu vậy đó cái thành tích nó riêng quan trọng thức này đấy. Rồi những trường hợp khác còn lại là nó tổn thương mần cứng và xương thì cái này chúng có thể thấy nó cũng là não ở bệnh u khác như sạch cốm và di căn nên cũng cái này gặp cũng được. CT nhớ này là tăng tăng thậm chí những cái cao cao gần như xuất huyết đó. Rồi em trai cứ nhớ là cái tỷ hiệu thứ hai phải thấp đó. Một số trường hợp mình thua là liên phu man đổi mặt cái này là cũng đặc trưng tức là nó giảm nhiều máu bằng cách là nó tụt cái liên phu man thì bảo nó tụt thường trong thanh mạch nó gây tắc mạch nó thay nặng nó giảm nhiều máu. Như vậy chúng ta sẽ gặp một số trường hợp thế nào tổn thương thì như thế hạ thấp của hàng nhiều bất tán mà không bắt phúc và như vậy thì cũng là lệnh của mạng thì những trường hợp này cũng phải là khó là vì lừa đảo mình bị lừa tấn công thì thành được chấp nhận đời mình cũng phải thua mình không bao giờ đọc chính xác hết đâu cho nên mình nhiều cái là mình sẽ lầm lẫn với nhiều máu là mình nhầm lẫn với bệnh lý viêm vân vân thì trong lệnh của mạng là như vậy nó có một số trường hợp. Còn khi chúng ta gặp dạng cái điểm thì chúng ta sẽ đọc được. Khi chúng ta gặp những kinh nghiệm chúng ta đọc được và gửi cho lúc sạc thì những cái gì nhớ là nhớ những cái kinh nghiệm còn cái ngoài lề thì mình thua và như vậy thì những trường hợp mà không dùng chỉ lúc sạc không vẫn dùng như cả thì chúng ta làm sao đưa ra danh sách chữ của công việc chứ đừng có dài đọc một cái nhiều khi một cái tổn thương quan trọng thức chúng ta cũng công việc gì tổn thương như tiếp cận bài các bạn tôi nói là gì viêm quan trọng thức ngoài lề không thì còn có cái gì viêm màng não thức, di căn màng não thức, viêm màng não thức thì gì? Trong cái suy mô mê lô lục vật có cái tổn thương bắt thuộc viêm quanh não thức, vân vân. Thì như hôm đó chúng ta có viêm, có di căn, vân vân. Nó lột theo đường đi dịch nội tiết của nó giao đắp cái dịch nội tiết cũng số, nó cũng có. Thì như vậy khi không điểm hình thì chúng ta làm sao? Đưa ra cái danh sách chẩn đoán viêm. Không có ai tài giỏi gì mà đọc đúng một trường hợp đời đó và đưa cũng thể cũng sai nữa. Như vậy thì chúng ta cố gắng nắm cái kim thì chỉnh nào mà chắc chắn thôi coi cái gì chắc chắn thì ngang đây đi dừng lại và cũng cho nên những mạnh lui tới cái cả bằng học vũ nào làm tôi đạt được câu là u hay không u mà cái đó phải gì rồi thành công được là thành công rồi đó. Thứ hai thì u rồi chúng ta coi được trong nguyên pháp hay là thử pháp. Nếu mà nguyên pháp thì chúng ta có xếp nó vô thân kinh điểm hay không thân kinh điểm. Rồi thân kinh điểm thì chúng ta xếp điểm lên có giới hạn rõ hay không giới hạn rõ. Rồi, có xong. Còn là câu chuyện sau là của giáo của mình và đội viên.
nhớ không cần thiết phải đọc tới đảng này đảng kia nữa, vì mình chưa đủ thông tin và không ai bắt mình phải đọc như thế cả. Ai bắt mình đọc như vậy đó. Thì là hôm nay chương trình này mới để tôi sau cho nó bao ngày mai sẽ nói những cái vấn đề tiếp bài cũng nào để nó dài mà nhiều lắm, cái gì cũng gặp nằm bị kia thôi. Và khi được tôi cũng cho những cái nét cơ bản thì cũng có đi có lén việc luôn có đó có đấy, cái nó nằm ngoài tâm của mình để tham khảo cho biết để chuyển lại hôm nay để nhớ làm về làm gì. Xuất phát từ mặt trong suốt
Thì như vậy chúng ta sẽ thấy khối để xác định được xuất phát từ và trong xương để đặc điểm của cái u giống này nó có một cái đặc điểm thì sẽ tôi sẽ trình bày cái kết mà chị nói chúng ta hình dung như vậy. Cái kết nếu như nó xuất phát từ cái đạm đồ mạch mạc đến chỗ bị đùi đạm đồ mạch mạc thì chúng ta có nếu xuất phát từ các cái hạt nhân bởi vì chúng ta biết trong cái diện phạm vi của chúng ta lưu hành như thế nào nó sản xuất từ các cái hạt nhân của đạm đồ mạch mạc nó sản xuất sau đó nó sẽ tiếp thì nó lưu hành trong mạch thất thì nó sẽ thu dưới dàn các cái nhìn hạt nhân ở cái mặt độ xoắn mạch xoắn mạch thì như vậy thì trong thời quay trọng nó phát triển bởi cái tế bào của phía hạt nhân này thì nó sẽ giữ lại ở bên trong đạm đồ mạch này thì nó sẽ sinh ra thì sinh ra đầu tiên chính là cái u màng não tức là các cái dòng tế bào của nguồn gốc tung mô màng não thì nó phát từ cái chỗ đạm đồ mạch này ra ví dụ một cái là một cái u màng não thực ra cái dòng này nó cũng rất là dễ tính toán có thể rằng một cái phổi thì có thể ở người lớn mà xuất phát từ đạm đồ mạch mạng có thể điều không gian cho nên một cái hai cái bắp cực mạnh những cái u màng não rất điểm thì chúng ta đây là u màng não ở trong mạch thất. Một cái dòng tế bào nó cũng từ cái tế bào đạm đồ mạch mạng thì dịch các cái u nhũ của đạm đồ mạch mạng hoặc các sinh vật đạm đồ mạch mạng thì xuất phát ngay. Thì vì bởi vì do cái cấu trúc dòng mạch máu của đạm đồ mạch mạng cho nên di căn của tế bào ung thư nó có thể lan vào này cho nên nó có di căn ở vị trí này. Đây chúng ta có cái u nhũ đạm đồ mạch mạng. Như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục theo hướng là nám đặc hay là nám thì nếu nám thì chúng ta có những cái nám trong não thực như sau đầu tiên là các cái mô keo thì nám này nó dịch dầu protein nám từ đi thì chúng ta biết có sẽ trình bày trong phần nám và vì đây là những cái tiền protein nó tăng cường chất cho nên nám dịch cực nặng nám đi thì nó là nằm các cái chất cholesterol dầu tiết mỡ rồi nám các cái nám của cái tế bào có cái gọi là nám mạc thất và cái nám sinh trùng neurocytosis với cấu trúc đặc thì chúng ta có ở trong mạc thất thì chúng ta có danh sách như lần này chúng ta có rất nhiều cái u có cái tính chất này và thành ở trong mạc thất xuất phát từ mạc thất trong đó phần lớn thì là u của thần kinh đệm ngoài ra thì neurocytoma rồi các cái di căn các cái u phôi rồi các cái u sợi đơn lục nhóm kế tiếp là chúng ta có cái dòng u tế bào u đạm đồ mạch mạc là đặc thì chúng ta có danh sách các cái u và nó sẽ lần được rồi những cái nhóm tổn thương hỗn hợp thì có u mạch hạn và mạch hạn to như vậy cái đồ bắc phục mạnh thì nó chỉ có ba nhóm bắc phục mạnh đó là các u nhũ đạm đồ mạch mạc u màng não rộng thất và hệ thống gồm đây là những dòng u bắc phục mạnh còn ở bắc phục màng não thất thì chúng ta có hai nhóm như hôm qua đã nói thì các u dòng gieo đắp từ các u tế bào thần kinh đệm các lymphoma các u tế bào mầm gieo đắp vào và các cái di căn mà gieo đắp vào màng não thất cũng như các cái tổn thương viêm như các cái viêm của các cái neurosarcoidosis các cái viêm mô bào viêm nhiễm trùng và đặc biệt có CMV tức là cytomegalovirus thì gặp ở những người gặp tạng. Như vậy tổn thương đặc xuất phát từ trong ở não thất và trong ruột thì chúng ta có một danh sách dài như thế này thì chúng ta thấy đầu tiên chúng ta phân tích đầu tiên cái đặc điểm đặc trưng mà khi một cái tổn thương xuất phát từ bắt trong ruột thì chúng ta thấy rằng tổn thương này có tính chất đặc và nó bắt buộc thì trung bình thôi tuy nhiên có cái tính đặc trưng của nó là có những cấu trúc nám bên trong này cấu trúc nám bên trong này và như vậy có nám giống như hình bò cú bò sụ bò bên trong thì không đặc này thì đây là một cái đặc trưng của cái dòng u này để chúng ta thấy nhũ xuất phát từ bắt trong ruột và phát triển qua hai bên và có cấu trúc này thì là u nặng. Tuy nhiên hiện nay thì do giải phẫu bệnh cũng bị nhầm lẫn điều một cái năng ba khi tương đọc lên đây thành là tế bào không đẹp nghĩa là hoạt động tế bào không mạnh thì do là vì khi cái hóa mô khó không phân tích kỹ hóa mô thì nó có sự khác biệt về hóa mô giữa tế bào đi không mạnh và tế bào sẽ không mạnh này thì cái chỉnh khác biệt cái khoảng mô này nó làm cho cái chẩn đoán phân biệt vì cách vào trên thập niên 80 thì người ta đổi cử lại tất cả những cái u mà được chẩn đoán là tế bào gốc trong bệnh học thì cho ta dùng về khoảng mô thì ta thấy rằng
là cái số ca từ nó sẽ chúng ta được kiểm soát tăng lên rõ rệt, và người tất cả nó đẩy từ chú từ đây bằng công đã đọc nhầm của thành rất nhiều, cho nên đây là một cái mà như khi chúng ta đọc đúng nhưng chúng ta giờ vẫn còn đọc cái bằng công, mà nhiều khi chúng đọc sai thành đây bằng công thì cũng mình đúng, tại vì như vậy là tất nhiên. Nhưng ở đâu họ mình đi hội chủ tịch cũng có những cao đọc ra như vậy, nhưng giờ mình cũng vẫn đã thấy bằng công mình đi cái bảo mô của mình làm cũng đúng cả cái chức bảo mô để chúng ta để đủ này. Đây là một cái chúng ta lưu ý, sau này mình có như cũng đừng cũng cả chỉ cần là mình nó bị không chịu họ chịu phương tiện, tại vì các bạn biết rằng cái hai cái này nó khác nhau về điều trị, đặc biệt là lúc sau mà thì rạc thấp trong khi kỳ ép bắt đi ngô thì nó là rạc thường rạc cao nó đã khác nhau về điều trị. Thì còn ép bắt đi ngô thì chúng ta nhớ một cái quy tắc đầu tiên là cứ hệ cứ dưới lên trên thì tăng lên theo tuổi, tức là cái bê văn ngôn ở năm thứ tư thì tuổi nhỏ đến năm thứ ba tuổi tăng lên và lên từ tuổi bên thì tuổi tăng lên, như vậy là tăng lên theo độ tuổi, và như vậy thì càng lớn càng lên trên thì càng lớn đó. Và như vậy ở công lý phần lớn 50% cả ưu tố thứ năm thứ tư thì là cái u bê văn ngôn này, và cái đặc tính của nó về hình học thì nó bao phủ màng cũng đông nhất, và cái bao phủ ở phương đằng có thể có các cái động vôi xúc biếc vâng vâng, thì cái này cái so sánh với cái medulo hoặc không thì cái hạn chế của nó ít hơn, nhưng mà một số cái đặc điểm giống như vậy. Và một cái đặc điểm mà kinh nghiệm người ta tính là cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu đuôi heo cái treo, tức là cái cột u nó có phân hướng nó lan lon xuống cái lỗ của cái lỗ của cái lỗ của cái lỗ rồi cung tông, tức là lỗ Marsden đi xuống tới cái lỗ treo, tức là theo cái từ trong chúng ta biết rằng tư nó không phải văng diện diện động thì thông qua cái hai lỗ nó sẽ cao hai bên và cái lỗ mà nó đi ở dưới đi về ở cung tâm, thì cái u này vì nó được động từ ngoài thức nên có cái đường đi xuống đây, đây là nặng học cấn điểm của nó cấn điểm để chúng ta gửi kiểm đoán, như vậy chúng ta kiểm đoán được nó dựa vào độ tuổi nhỏ, và thứ hai là chức không đúng nhất hạn bị thẳng bị thẳng và có chức là đi theo đường và cả bên lỗ của cái con cũng như nó bị này. Một cái u này thì chúng ta nhớ rằng gần như là nó có thể gặp ở bất kỳ cái nào thức nào, nhưng nào thức tư của cái điểm phương lớn và rác bụng nó tuổi ở trung niên và tuổi già, và gần như bắt phục ít hoặc không bắt phục, thì chúng ta thể một cái khối nằm ở trong não thức ít bắt phục không bắt phục thì có tuổi lớn thì chúng ta gợi ý cả u này. Một cái u này thì chúng ta thể rằng như vừa nói là liên quan của bệnh sơ tử cụ, thì chúng ta thể rằng một vô thân não thất cả cái cụ có não thất là tổn thương kiểu những cái mạng tổn thương có não chất trắng ở đại đạo, rồi cộng thêm cái khối ở đống rô, cái khối này nó cũng bắt phục mạnh ở đúng nhất cũng nhất và nó có thể có tổn vôi thì tổn u này rất bổ. Di căn thì chúng ta thực sự là học chúng ta không có đủ khả năng để đọc những tổn thương này, nếu chúng ta không biết có khối nguyên pháp từ trước thì những tổn thương trong lọc thức này thường nghĩ chúng ta rất khó để biết được nó là di căn hay không, cho nên khi chúng ta sẽ có một cái khối u đang có một cái u nguyên pháp từ trước thì cần một khối này thì tính chất có khi là dùng u mang nặng để chúng ta coi chừng là di căn, và vị trí không hợp, vị trí của u mang nặng chỉ là ở một cái đạo đồ mặt bằng cũng vậy, nó cũng có cả tương tự như vì cả di căn cả u vú, thì cái u vú chúng ta cũng dễ chẩn đoán dựa vào cái tính chất bờ phương mũi và bắp phuộc rất là mạnh, còn những cái nhóm mà u bạch đẳng rồi mặt bằng thì nằm trong hội chứng sơ vơ thì phải rằng cái vùng mặt bằng bắp phuộc rất mạnh, khi cộng thêm với chúng ta có một cái tổn thương kinh điển của sơ vơ là bắp phuộc màng mềm lắng quả, đồng thời là nó teo nằm cùng bên đó và phân bổ so với thì chúng ta biết là nó theo đi cùng ở một thân của mặt ở mặt đi theo cái chỉ số năm, cái gì sẽ học từ từ biết. Và một cái nhóm cũng phải u mà hiện nay người ta cũng mới đây thì người ta chuyển vô thành là u, nhưng nó cũng dòng truyền học là vì nó từ đây người ta sẽ vô phần đủ di viêm thì mô tế bào thì nó là gồm có bình mô bào, thì trong đó có một cái bình mô bào lăng nhiệt khăn và nó lăng nhiệt khăn, thì trong mô bào lăng nhiệt khăn thì có cả bệnh bài Rosellman và cả cái bệnh Hansler-Tisch
infection hoặc là vô bào giảm hô hấp đang luôn. Còn cái bệnh vô bào cũng phải là bị tác động bệnh hẹp chất tơ. Thì đây là những cái trường hợp này là gì? Việc thêm cho vui rất là khó. Đây một cái ví dụ cho thấy u là bộ mặt mạng. Thì như nên gọi nó phải là nằm ở bộ mặt mạng. Thì chúng ta có đạo bộ mặt mạng thứ tư, đạo bộ mặt mạng thứ ba và bộ mặt mạng bình. Thì bộ đạo bộ mặt mạng thì chúng ta sẽ có thể biến cách nó có xuôi kiểu bất cải cái nặng và có thể có đạo vôi và giàu mặt mọc cho nên bắt buộc thực mạng. Và có quy tắc ở trẻ em nó ngược lại với cái ngược lại với cái u cái băng bí mô, tức là trẻ em thì làm lên cao người dân làm xuống thấp, đó là quy tắc cái băng bí mô nó thì nó lên trên quy tắc của cái đạo vôi là của mạng của u thì nó sẽ ngược lại, tức là càng cao thì nhỏ cho cái người lớn. Và một cái u mầm não thì như này là nó rất là thì chúng ta thấy cái chính chất u mầm não này tương tự với chính chất u mầm não ở bộ não phân loại não cũng vậy, thì nó không chính chất là đồng tiền điều và bóc tử mạng khá đúng nhất thì nằm ở vị trí đồng mặt bằng. Một cái nhóm như trong thì chúng ta thể dựa vào cái kết quả của thị trường đa phần chúng thấy một tổn thương não xe mà đi thông vòng nạp thức thì đích thì là viên diệt rồi không có một u cái kiểu mà nó từ cái phổi của nhu mô đặc biệt là cái dạng này mà nó đặc biệt không nặng được. Nhưng cái nhóm liên quan tới các cái nhóm những cái cơ cấu kết nhập mang cho phần nhiệm đồng sinh bài đấy cái nội dung sơ bơ thì chúng ta thấy cả đặc điểm đại u mặt rồi cả thì bắp của mạng lên cũng như có vùng đặc vôi của mạng lên. Các cái nam thì nó để phụ thuộc vào vị trí cũng như cái tính chất thì điều chúng ta có thể đọc được thì cái phần nam cũng sẽ liên quan đến phần riêng thì về các tổn thương ngoài trục thì chúng ta có khoảng hai các u ngoài trục thì đa phần các nguồn gốc từ trung mô và nó cũng có một cái đệm và như vậy thì u nguồn gốc trung mô xuất phát từ các cái nguồn gốc của màng não thì chúng ta có điểm đặc biệt là meningio thì nó xuất phát từ tế bào nhện để có nhện nhưng nó nằm ở phía một cực đặc biệt là như vậy nó không nằm ở vùng nhiệt có nhện nó nằm ở một cực và như vậy nhóm thứ hai các cái nguồn gốc không được nhân đềm nhưng có tính chất cũng trong mô cũng thuộc màng não thì trước đây thì các phân loại của 2016 người ta đưa ra hai nhóm u đại biểu và kết hợp thành một nhóm đó là meningio carcinoma tức là hiện hiện nay gọi là u chu vào mặt máu, u chu vào mặt máu hoặc là u tế bào quấn mô mặt, vân vân. Thì cái u thứ hai là u sợi đơn độc. Thì hiện nay trong u hai một người ta cũng người ta bỏ luôn, người ta nói không chơi thằng này đâu, người ta bỏ luôn cái ung thư carcinoma. Và như vậy tất cả cái dòng u từ trước đây 26 là dạng của mình là cái ung thư carcinoma hoặc là u sợi đơn độc thì đều xếp về u sợi đơn độc. Đọc thành chống dịch vụ nhóm dùng và phân grab từ 1-3. Như vậy chúng ta đơn giản gọi là chúng ta chỉ còn là một cái sự chuyển động. Và như vậy những cái bài viết chúng ta thấy bằng giờ Parisoma thì coi như là bước đi tức là chúng ta không có đọc nữa mà chúng ta trở về thành chữ u sẽ được thôi. Nhưng mà cái này là u của hai con ông nội. Nó đưa ra vấn đề các nhà bệnh học của Việt Nam mình đã một nghiệp chưa thì cảnh này còn lâu thì và đặc biệt người ta xóa luôn cái tên leiomyoma xóa luôn là u cơ và u cơ đơn xóa luôn trong u hông mô xóa luôn như vậy thì cũng được và nhóm kế tiếp còn lại là u bao nhiêu nhất thì bởi như vậy phân độ của riêng u màng não từ 2-1 thì nó có tới như 15 tiếp u của màng não nhưng nó vẫn chia ra thành đấy là bệnh là lành ác thì người ta chia thì gồm có cả cái
các u dầu thường môn mang nặng đơn thuần thì nói chung là rắc bộ và triệu chứng trong nói chung có thể là có tính xâm lấn thì nó tưởng là hai còn không thì rắc bộ tất nhiên nó dễ thuộc mặc dù vẫn là nhỏ lành tính cũng có thể là rắc hai đặt cái dòng tăng tuy nhiên với các cái dòng gọi là khung điện hình là chỉ 5% thì các cái u mang nặng dạng nguyên sinh thì có sản và là nhóm khung điện hình này thì rắc hai và rắc ba thì nhóm thoái sản ác tính thì u dụ dạng ve này điều của đặc điểm u nặng nhưng nó ác tính thì như vậy chúng ta thấy rằng gần như 10% là u mang nặng khung điện hình và ác tính thì còn lại 90% là u mang nặng lành tính hết. Tuy nhiên để chẩn đoán u não điển hình thì chúng ta cần phải nhớ những dấu hiệu điển hình và còn khi không điển hình thì chúng ta cần đọc chẩn đoán phân biệt với những dòng chúng ta chứ không phải là chỉ u màng não thì chúng ta thấy rằng với u não thì về mặt dịch tễ học thì chúng ta cần nhớ tí là u não thì người lớn tuổi vượt trong nguồn là 46 tuổi ít gặp ở người em bé người trẻ thứ hai là nữ nhiều năm thì nếu lý giải về cơ chế thì liên quan tới những stress chất nhiều hơn tác động của cái stress và những cái tác động về tâm sinh lý thì giống như là cái lượng thì nhiều hơn và thanh khí nhiều hơn nhưng không những cái nơi mà chịu áp lực nhiều thì u màng não dễ sinh ra giống như kiểu mà người ta nói rằng nghe điện thoại nhiều thì nguy cơ điện thoại nghe nhiều có nhiều tác động sóng điện thoại nhiều tác động nguy cơ và ngược lại ngược với số nào thì tỷ lệ nữ thì cuộc sống hơn nam nữ nó vượt ngược nhau với cái đặc điểm chân của u màng não thì có thể trên CT chúng ta đọc được rồi công tử là bằng từ thì nó có cái đường độ cao bắt cực mạnh và có vôi bên trong có thể có và một cái đặc trưng nữa để chúng ta tìm được cái dấu hiệu này là xương thay đổi xương kể từ nó thì các thay đổi xương nó bao gồm là đầu tiên là tăng sinh xương tức là xương kể cái u nó dày lên cái thứ hai là nó có thể xâm lấn nó phá hủy xương và nó làm ung xương thì cái đó là những cái dạng khác và các động tác thì các u màng não thì mình có thể rằng nó chỉ hiểu một trung gian trên trên một cơ thể nào và bắt mạnh điều này có thể rằng một số màng não nhỏ chúng ta bỏ sót trên hình ảnh chưa được phân tích rồi và nhiều khi một siêu siêu là chúng ta phân tích thuộc là sọc mà thực ra thì sọc cũng chẳng sao bởi vì cái u này nó có kích thước chậm và thậm chí sọc thì có lợi cho bệnh nhân nhiều khi mình cần cơ bệnh viện vâng bác sĩ lâm sàng em đi điều trị chẳng ra là hại thêm nhiều khi nó chẳng bởi vì một vài đi u không nặng chúng ta sọc thì chẳng có nhưng khi mà chúng ta phát hiện thì có vẻ là chúng ta cũng hay phát hiện được nhỏ nhất là cái cổ tư nhân họ cao người những chuyện phát hiện nhỏ này họ tăng lượng bật lên nhưng thực sự cái về mặt nội sản thì nó chẳng có ý nghĩa gì tuy nhiên nó về mặt để cuối cùng chúng ta được đó thì dĩ nhiên bắt buộc luôn luôn là quan trọng để chúng ta đọc cũng một năm những cái công việc của các vị chúng ta sẽ bỏ sót rất nhiều một cái dấu hiệu quan trọng mà người ta coi rằng là nó dựa vào một cực nó dựa vào một cực nhưng cái đuôi một cực này thì nó cũng hẳn là nó của gặp cái vùng nào thì được đây thì chúng ta thấy cái điện ví dụ bao giờ có chân bản vùng chúng ta cần tìm tìm cái chân bản rồng chân bản hẹp thì trước đây thì có cái cách mà người ta nói dùng những cái u về hơi mong yêu peristom có kiểu cái u não dựa vào cái chân bản rồng cái chân bản hẹp bên hình nấm về cái vùng nấm vân rồi thì kiến thức đó giờ chúng bỏ luôn từ học bây giờ nó những cái cách đây khoảng 5 năm bây giờ đã bỏ rồi bây giờ chúng ta chỉ nhớ một cái u mà não nói chung là có chân bản và rồi và đặt cái nó ở trên ngoài chỗ đó rồi sau đó bóc cục mạnh và chúng ta sẽ tìm ra được còn đuôi một chứng thì được gặp rất nhiều loại u chứng liên có liên quan ma có kể cả siêu hoa nó cũng có nên ra chúng ta cũng không như điều đuôi một chứng để chẩn đoán u nặng mà chỉ kiểm soát trong ngoài chỗ thôi còn cái phù thì một số nghiên cứu cho nói phù nhiều thì áp tĩnh phù thì lăng tĩnh thực sự nó cũng có vấn đề cái này liên quan như chân nó có thể có thứ nhỏ phù lớn và có thể là nó cũng lành tính đuôi một trận trong u bao nhiêu kinh nó cũng dùng cho nên không phải dựa vào cái này chúng ta dựa vào đặc điểm khác để chẩn đoán một nạn sống hai người vậy có cái đuôi một trận như vậy cái này thì chúng ta thấy rằng cái chẩn đoán thế nào cũng
khó, trừ những trường hợp nó không tiềm ẩn. Cái vị trí thì thực sự vùng não chúng ta nằm rất nhiều vị trí, và thông về bác sĩ phẫu thuật thì người ta sẽ chia là vùng não tương dựa cạnh dựa, tức là parasito, tức là cạnh quanh bên của liêm não. Thứ hai là nhóm u tại lồi não, tức là nó vào một cái mông tử của phi não. Nhóm thứ ba là nó u từ vùng trán là đi vùng rạch cứu, và cái rạch cứu thì đi dọc từ rạch cứu đi ra phía ra sau phía yên, thì người ta chia ra vùng não phụ yên, rồi vùng não của chân bướm, rồi vùng não của thực thụ, tức là chia ra ba vùng của bên phẫu thuật. Và một cái u mầm não của phúc mặt thì chính là nó bao bọc quanh đường thực thị. Rồi thực ra còn có những cái u mầm não nằm ở phúc mũi, ở chợ giao mực, thì cái đó là rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần nhớ rằng cái u mầm não nó có thể gặp rất nhiều, và trong cái đó thì kiểu cả điện thân thôi, cần phải điện thân tự biết. Ví dụ u mầm não của thực thị thì nó có một dấu hiệu kinh điểm, đó là luôn luôn tìm về thực thị. Còn là dĩ nhiên cái tổn thương mà có cái tính bọc quanh thì đi không hoạt được u mầm não, như bệnh mà mình ảnh hưởng chất đơn, nó phổi viêm mà nó có bọc quanh thực thị như thế này, thì chúng ta biết rằng thân vì thân thực thị thì nó cũng có bao nhiêu thành phần, cho nên cái tổn thương thực thị người ta kêu u mầm não thực thị, còn riêng thực thị cũng có bao nhiêu thành phần, nên nhớ như vậy. Và như vậy chúng ta muốn chẩn đoán là cái trục cắt thực chất vuông góc của trục thực chất thì chúng ta thấy cái thực chất nó bị trốn trong cái cái khối u. Và cái tính cấp máu thì chúng ta hiểu hiện nay cái cấp máu là cái điểm mạch, chúng ta tìm được cái điểm mạch của cái cột trục thực quản nuôi được toàn ra thì chắc chắn u mầm não và cái nguồn cấp máu nó chính là từ hệ động mạch cái ngoài từ hệ động mạch cấp máu. Qua một số trường hợp thì đi từ hệ cạnh trong, tất nhiên phần lớn vẫn là cạnh ngoài. Thì cái hình ảnh này để chúng ta thấy như vậy, và cái việc liên quan đến mạch máu và cơ sở để chúng ta can thiệp cái can thiệp đưa điều trị bằng các cái chỉ dẫn, thì can thiệp này là can thiệp để giảm mạch máu nuôi trong u, sau đó phẫu thuật giữ vững mạch, can thiệp để điều trị. Thì có một số lên quảng cáo là điều trị u nào một cách can thiệp bằng cách là bơm làm cho nó giảm tiêu được cái u này đâu, mà nó chỉ làm giảm mạch máu. Và như vậy khi can thiệp điều trị nó chỉ trong vòng một tuần 10 ngày hoặc là, tức là khi bơm xuống gan nó chỉ để làm tắc mạch tạm thời, sau đó phẫu thuật viên nén máu thì không chảy máu, thì sau đó thì cuối cùng nhất cử không phải là thì chúng ta can thiệp để điều trị. Và như vậy thì cái khối nó vẫn nguyên, chúng ta tắc mạch chúng ta lấy khối u thì nó điều trị là vì cái khối nó toàn bộ nó đè lại, chứ không phải là vì cái chuyện mạch máu gì đâu. Và nên trên một hiệu nhầm là cái các thiệp trong một này là cái điều trị các thiệp hỗ trợ phẫu thuật đó. Ở đây chúng ta ví dụ một cái u mầm não như thế này, khi tắc xong như vậy thì như vậy khi mổ thì nó sẽ an toàn hơn. Như vậy cái tổn thương xương thì chúng ta thấy trường hợp này rất điển là hyperplasia phần lên, thì chúng ta dễ thấy một số trường hợp nó tổn thương xương nó vô nó giống như là sợi nó u mầm não trong xương, nó phân lên giống như là một sợi đồng trường hợp này là khó. Và một cái đặc điểm tính xuất lần xương thì chúng ta cần nhớ rằng ở nội sọ thì xuất phát mặt dòng ở cái tế lều, thì các u thì xuất phát mặt trong của ống kính và nó xuất lần ra riêng dòng của sàn sọ, tức là nó không có quy luật đó, và nó có thể xâm lấn xương giống như đi căng, nó xâm lấn xương nó rất dễ phá hủy, hoặc là xâm lấn xương và nó nằm phát triển của mặt ngoài của ống kính luôn, chứ không phải mặt trong của ống kính. Cho nên cái u sàn mầm não ở sàn sọ không nghiệp được đâu, nó dùng với lên phô như căng như thường rất cẩn thận. Thì cái vi kịch chúng ta nhắc lại u 16 để chúng ta nhớ một cái kỷ niệm thôi, tức là u này nó chia từ giác một đến giác ba, và đó như vậy nó có thể có di căn. Thì đặc trưng cái nào nó dùng đi u mầm não, dùng đi u mầm não nó chỉ có một cái đặc điểm là tế bào hẹp một tí, cái thứ hai là nó có tính lan dù như lan trên dưới liều, thứ ba là tính chất giàu mạch máu không theo quy luật xuất phát từ cái hệ thống mạch máu mang não như thế này, mà nó tăng sinh mạch máu tiếp tục bên trong các những bộ collagen bên trong rất nhiều. Rồi nó có đặc tính phá hủy xương, chứ nếu gân xương thì phá hủy xương chứ không có tính dài xương.
đó là những cái mà thuộc về. Cho nên khi chúng ta bắt gặp những cái thuộc tức mà nào mà nó không điều hành đó, chúng ta từng có thể có công việc là vậy. Thì đây là một cái ví dụ để chúng ta thấy khi nào chúng ta gợi ý của mặt nào thì khi chúng ta thấy cái dấu hiệu khe này đó thì bộ não bị vô lại vì cái đây là chứng bảo một cái này thì chúng ta đọc cái điều nhất đây là hai chứng bảo một cái cái thứ ba là ta sẽ dựng ba cái dấu này là ok giao diện nhiệt tâm bị nhiệt khe rồi tổng phôi bên trong rồi dấu hiệu đặt đuôi cái chỗ này như vậy chúng ta chỉ nhớ khu mô não chỗ này phải đọc là ung não là chúng ta chấp nhận cái này nào chấp nhận cái này nào mà chúng ta đọc không sai sao còn là phải ngoài quy luật này ngoài quy luật ba quy luật được đưa ra này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng cẩn thận để cho chúng ta không biết đây đây là những cái mà cũng phải ung não nó cũng có dấu như vậy cũng đây là một cứng nhưng cái khác biệt là cái khe trên một cứng này nó có tính chất nó có vẻ như vì một cứng nó nằm ở cái một cứng cái lõm cứng nó nằm sâu hôm nay chứng tại đâu này nó cái chứng và một cứng đây cái gì điều cái chứng nhiều một cứng đây thì cái chứng của nó cái một cứng nó ra thế này có nghĩa là cuối này có vẻ nó nằm quan cứng là điểm nhất là cái này nó ngoài quy luật của u não tức là nói đến cái lôi não chứ không phải cái chỗ sau thứ hai là cái bất thường tín hiệu của cái nó cũng có cái tính chất đồng tín hiệu thêm một thứ hai như nào mà nó được tăng tín hiệu nó lên thứ hai có khi là tín hiệu nó hỗn hợp mà nó tăng rõ rệt có khi là hỗn hợp nó lộn nhộn và nó sáng bắp thì cái này trong các u mầm nào gọi là thể mà vô mất nó cũng y chang rồi và các thể mầm vô nó có đặc điểm y chang rồi vì vậy cho nên chúng ta cẩn thận những cái tổn thương sản sản này cái u mầm nào cũng có u các cái u mà hệ ung thư cũng có vân vân thì nó độ u xuống xương nó cũng có điều kiện chức năng là u xuống xương xuống được có điều kiện chức năng cho nên như vậy thì chúng có thể ra cái dấu hiệu của cái hình nặng của cái cuộn của não như vậy những đặc điểm này giúp chúng ta là không phù hợp với cái tổn thương của u nặng thì còn lại là những u bao nhiêu thực chất thì thực sự cái u sau này nó cũng còn là thì chúng ta nhớ rằng là bản thân u bao nhiêu thực chất là nó có ba u u xúc phạm từ tế bào sơ quan thì chúng ta có u sơ quan nông u xúc phạm từ tế bào sợi thần kinh thì chúng ta có u sợi thần kinh thì gọi là neurofibroma và các u kiểu dạng ác tính hoặc là xúc phạm từ tế bào melanoma của bao nhiêu thần kinh thì nó cũng là ác tính thì chúng ta có u bao nhiêu thần kinh ác tính u bao nhiêu thần kinh ác tính thì như vậy thì phân lớn các u để xung quanh là cái u bao nhiêu kênh nội sọ mà nằm ở các bao bộ dây thần kinh nội sọ thì nó là thường là dòng xung quanh thôi cho nên hãy quét những mục tư xung quanh thôi như vậy vì phân lớn nó chỉ là xung quanh thôi và nó có những quy tắc các tôn các thần kinh cảm giác nó mới sẽ đủ các thần kinh phân vận động cũng sẽ đủ các dây thần kinh mà chỉ có chức năng vận động mà các dây thần kinh có chức có phân chức năng cảm giác bên trong thì nó sẽ ví dụ dây 7, dây 8 là u 9, 10, 11 có thể u dây 5 u dây thần kinh rồng rồng u nhưng còn các cái dây mà một số căn dây lại là dây 3, dây 2 là có u dây 1, 2, 3 là có u chỉ dây 1 nó có cái u mang tên riêng rồi u thì bao thần kinh nguyên bao cũng đủ dạng nhé là gì thì như vậy chúng ta nhớ là chúng ta chỉ có ba cái dây chính để chúng ta đọc thôi 8, 5, 1, 7, 8, 7, 5, 7, 8 còn thì có những cái dây 10, vân vân thì những cái dây này qua như vậy thì nếu hai bên thì chúng ta liên quan của em hẹp và cái tuổi cũng vậy, tuổi của nó cũng là tuổi người lớn không gặp ở tuổi cũng nít phải đi người phải thấy em hẹp đây và một cái đặc trưng nữa là nếu cái tảo thì khi lan vào cái trong thì thường nó rụng cái trong và có cái hình cái kem điển hình đấy cái kem quế cái bột quế còn một số trường hợp thì cái này sự tinh vi thì trong cái nó nhỏ và trong một người thì chúng ta thấy rằng
và hai từ mà hay dùng đó là vestibular swallow hay là bị dịch tiêm lên hay là bị dịch dễ acidic swallow thì hai cái cũng là một thôi. Chúng có cái gì mà mình dùng cái sách mình dùng vậy thì đừng lắng lắng nói chung là cũng là mình là u của dây thần kinh tám hết. Thì nó có một quy tắc thứ hai, tổn thương càng nhỏ thì càng nặng, tổn thương càng lớn càng hóa nặng. Đó. Và cái thực nghiệm 3 cm thì nó thường nặng và nó lệ thuộc vào cái dòng tế bào Antony A hay Antony B trong bệnh học. Antony A nhiều hơn nặng, Antony B hóa nặng thì cái đó thì về pathology thì biến tụy. Thì đây là có những bài chứng đoán phân biệt giữa một cái tổn khối góc của tiểu não mà từ nghị u bao nhiêu cân rồi dây 8 và dây 5 thì chúng ta dựa vào cái gì? Thứ nhất thường là u dây 8 thì hướng lan đi về phía sau, phía sau u dây 7 lan về phía trước và đi vô cái bộ phận dưới, u dây 5 thì cái hướng lan đi vào khoang bên cạnh, là chúng ta dựa ba hướng lan để chúng ta đọc ba cái tên gọi tên dây nào. Còn nếu như không lan vào các cái cấu trúc đó thì có thể là u từ ngang được cạnh mà nó lan vào khoang từ nằm thì chúng ta có u dây 9, 10 và 11. Như vậy là vậy thôi. Như vậy cái tên bao thì chúng ta dựa vào hướng lan. Và một cái đặc điểm chung của các u bao dây thần kinh là hay có xuất huyết, hay có xuất huyết. Cho nên cái sông xoay nó giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa cái u bao dây thần kinh của u nằm là vậy, dựa vào cái tính chất của bên là động vôi bên xuất huyết khác nhau. Đấy, thì như vậy thì góc cầu nào chúng tôi nói thì áo này học xe thì chúng tôi có việc cả cái nang thứ tư nang tư thì chúng ta nhớ cả cấu trúc nang nội sọ bộ sinh thì nó chỉ là bơi một lần đầu điều một chính đặc điểm này thì cái thân nang gần như không bắt buộc, gần như không bắt buộc trừ phi nó được giảm đặc tính hoặc là nó có mấy cái phô nhiệm còn thân nang không bắt buộc và thân nang dễ biết cho nên khi phẫu thuật lấy không hết cái thân nang này thì nó được tái tạo. Nó hay tái tạo là vì do cái thân nang này nó tự chế biến nó đủ bộ. Và như vậy thì với các cái dòng nang huy tổng bi thì chúng ta nhớ rằng vì ngũ học chúng ta học là nếu gặp chúng ta có trung bi tổng bi và ngoài bi trung bi và tổng bi thì nếu gặp dòng nang đơn thuần bi thì nó chỉ là ngoài bi. Còn các dòng nếu nó có trung bì thì hoặc là trung bì mà như là gọi là nội bì thì coi chừng đó là u quại. Thế như vậy u quại là ít nhất nó tồn tại trong hai môn các ma cốt dục và mô cũng có hoặc là trong hai ba là trung bì thì ngoài tiền kỳ nhất có hai. Còn trong cái nám trung bì dòng bì thì nó chỉ là một trường ngoài bì thôi. Thì tùy theo nếu thường bì thì chỉ kiểu mô thể qua vậy thì chúng ta có epi đẹp môn. Nếu có các kiểu mô vải cộng với các phân phù như là bì tóc và tiếng mô hôi v.v. thì chúng ta có thể chế biến các chất nhầy của đặc tế rôn thì chúng ta có nám bì. Như vậy thì nó lệ thuộc vào từng cái quy nám chấm bì thì nhớ là một cái đặc điểm chung của các u dòng quái và nám bì bì chúng ta thường bì thì tập trung ở đường dưỡng bì dòng phôi thai của nó tập trung đường dưỡng và các cái khối ngoài cái thường bì thì có thể nằm bất kỳ nơi đâu, thường bì thì nó cũng tập trung đường dưỡng, nó nằm bất kỳ nơi đâu. Thông thường thì chúng ta thấy rằng cọc cầu tiểu não về trong não thức hướng vân trên yên cả yên vân vân chỗ nào nó có thể có hết nằm thường bì. Còn nằm bì thì có lượng là đường dưỡng đó, như vậy đường dưỡng và cấu trúc của nó là mỡ và các giọt mỡ thì chúng ta khi nó mỡ thì hay chảy dịch cái giọt mỡ là sẽ có những thứ gì. Thì như vậy chúng ta rất dễ chẩn đoán đây là những trường hợp là tiểu mạch. Thì cái CT thì chúng ta sẽ thấy khối có đồng độ mờ và có thể có đồng vôi ở vỏ bao và có thể nó nằm cạnh xương thì nó làm được liên quan xương rồi con một cái khác thì chúng ta gặp cái nhà mà nó không có quy tắc này đó là quy tắc trắng tức là nó không có mờ mà nó chỉ có một cái miệng rất đặc và chúng ta không phân biệt được nhiều năm bị chuẩn bị trong lúc này gọi là nó dịch dâu đến rất đặc. Còn lại nói chung khi chúng ta tìm thấy có tưởng mơ bên trong thì chúng ta đọc được rồi thì cái này dễ thôi.
và cái quan trọng nhất là khi vỡ thì nó gây viêm màng não hóa chất. Chúng ta cho một bài thì chỉ nhận nhận hiện nay cái thì hình ảnh của chúng ta thì cái này là độc tốt nhất và chúng ta dùng cửa xuống cự mở để làm khi cự mở là gì chúng ta cũng được dùng xuống tiền cũng được dùng xuống tiền bởi vì xuống tiền nó mở nó cũng thấp mà họ thấp chúng ta dùng xuống xóa mở bằng tân số bằng là phát sát chúng ta dùng xuống tiền nhưng mà cái đó là gì có chứng nhận đây mở thì nó sẽ vỡ ra nó chảy vào trong mở thì nó nổi lên trên nó thẳng nổi lên trên rất là quan trọng. Một cái nang vị này thì chẩn đoán không ra là bởi vì nó sẽ nó giảm nó đặc luôn gọi là nang giảm vị đặc luôn nó đặc như vậy thì chúng ta thấy rằng nó không điều hành chỉ có vận động thôi nó đang đặc thì với chẩn đoán phân biệt thì cái chúng ta chưa phân biệt với u quái với nang tự bì đang bị như vậy chẩn đoán và từ từ nhựa rồi chúng ta hạn chế còn nang u quái thì nó thường đa phần gặp tương dương và đặc biệt vị trí thường nhất là vùng dương cầm và nó phải có cái cảm tổ chức hỗn hợp cùng có phần mô đặc chúng ta phải tìm được cái phần mô đặc bắt buộc đồng vôi mô đặc hoặc được có thể có nhiều mở tùy theo cụ thể của cái mô nào thôi và tìm được cái mô đặc của cái gặp công nghiệp đừng còn không là của bên này là còn lymphoma thì một thống nhất và chúng ta nhớ lymphoma của nam bi nó khác nhau vị trí chúng ta nhớ là lymphoma thì của nào nó nằm ở ba vị trí thôi là thứ nhất là chế tra tầm quan chế tra tức là liên quan đến dừa đến đó nhằm nhằm quan chế tra thứ hai là về quan thứ tư và thứ ba là trong cầu liêu nào còn các cái dừa không phải và chúng ta hay đọc cái mở ở liêu nào thì cũng được đọc là liêu của mạng cũng được đọc là liêu của mạng đó là mở bình thường ở liêu nào người ta gọi là biến thể bình thường thì nhiều bạn đọc liêu của mạng rồi nhiều người đọc là liêu của mạng liêu nào rồi mặc dù khi bắt đầu thì chẳng có khác biệt gì còn cái này điều trị buộc phải lấy cái u không có nói dấu rắc khỏi luôn đấy nó gây biến chứng và cái nang tự bì thì chúng ta thấy nó khác biệt có nên là phải tính chất lên rõ khá nhiều hơn là tính chất mà căng đặc như là cái kiểu của nang bì nang là tính chất bơ mũi nó lan tỏa nó lem lem rồi rồi nó luôn mũi không phải là cái dạng nó thường nặng nó luôn bụi, nó rất luôn bụi cho nên những cái góc cầu thường nào như mình thấy đoán tổ ít nhưng nó lại làm được xa lên ở trên yên làm xa đi thì cái đoán tổ nó ít đó là cái đặc điểm của nó và đặc điểm quan trọng nhất chính là hạn chế phức tạp để biến sân đây cái này như vậy thì chúng ta thấy và nhớ vị trí góc cầu thường nào là chính số 1, xã thứ 4, chỗ sỏi dừa càng tiêm và có đây là hiện tượng gốc và những cái vị hiện tượng khác thì nói chung nó có một cái đặc tính như vậy và một cái điểm để nhắc thêm một tí là các cái nang tự bì không chỉ là nang tự bì bẩm sinh còn những nang tự bì mọc khoảng sau tổn thương anh chỉ nhớ như vậy để có thể thêm nó hay gặp sau trọng do thì sống rồi đó là nó như vậy thường có vật là coi chừng là nó cũng phải là cục sân và một cái quan trọng nhất là cái hàng chỉ có tám thì tốc biểu rồi thì cơ chế hàng chỉ có tám của nam của mươi chính là do cái keratin thì bổ sung của keratin trong tiền nam của mô đó là tiền các cái keratin mà keratin thì nó làm cái đồ nhớt tăng lên đồ nhớt tăng lên và là chúng ta nhớ rằng không phải là dịch protein bởi vì chất châu nó cũng không hoàn chỉnh lắm nước cũng chuyển động được không nước cũng chuyển động trong cái bố mà protein châu nó chuyển động bình thường trong khi đồ nhớt tăng như trong hạt sen hoặc là trong cái keratin tăng đồ nhớt thì đồ nhớt giảm đi là do đồ nhớt thì có một cái đề cứ nói thêm về cái nghiên cứu nói thêm tổng tư vì chúng ta thấy rằng ngoài cái dấu hiệu của tăng chế thì chúng ta nhìn black là thường nó không đẹp rồi nó đục nhộn nó không đẹp có một cái mới mà chúng ta nhớ rằng các bạn có dự cho kỳ xích chứ tôi một kỳ xích qua đấy cho cái khu này
nhiều khi chúng ta có cái tả lý luận chính dân cho cái sinh khác nó phát hiện nó có nghiệp, nó không biết được với cái năng nhiệm là không biết được rồi, chúng ta có cái sinh thôi là chúng ta đã không biết được năng nhiệm rồi. Nhân con nó có thể chuyên gia hạ tầng mà hiểu gặp cái kia nó chuyên gia hạ tầng là nó sẽ bắt bắt thuộc cái thân đây thường vì vị thành vơ cũng đều này là hiện giả vơ cũng đều và thân cũng bắt thuộc và đây em lọc phải lên còn cái con cái dòng này khi chúng ta có phân biệt với năng lực gọi là chúng ta nam thường bị đặt nó dịch đặt giao công việc. Cùng nói thêm về cái chuyện thường quy thì chúng ta cứ nhớ rằng ở cái tai của mình nó có cái kiểu là của đại tinh theo tôi thì cũng có hai dòng, một dòng của đại tinh tôi ra luôn là do cái khô hạn đi nó sinh ra thì dòng thứ hai là dòng nam dòng thường quy bụng sinh thì nó cũng là thường bị gọi là cố lại theo tôi ví dụ trong tay mà cố lại theo tôi ở cũng sinh đạt thì nó có hai loại là cố học nhất và loại là thường bị này thì cái quả mới thì không có khó phải thì đọc qua có thường xuyên thì nó nhiều quả thôi à đây cũng vậy là thường bị trong cả cái chỗ không xương vì con có thể làm một xíu của anh. Cho nên là cái lời khuyên chúng ta luôn luôn là phức tạp luôn luôn có phức tạp. Ví dụ cứ gặp một số trường hợp, có một trường hợp mình đau thế nào thì bác sĩ đang bất thường vì họ có phức tạp. Thì qua phức tạp sau đó thầy bị khối năm sản thường bị năm hai thứ năm một chiều mà những cái đau thế nào thì họ cũng đọc được một họ quên đọc phức tạp đi. Chúng em gọi là dưới lên dưới đều có thể còn ngoài ra có cái ở thương trường rồi cả cái nam hồng nhện thì hiện nay chia ra là nam hồng nhện thông thường và nam hồng nhện không thông thường. Trong nam hồng nhện thông thường với con nhện mà mình còn không thông thường vì cái đấy thì kiểm toán được nhiều vào cái đo đếm đại diện thì cái nam hồng nhện nó chủ yếu nó nằm vực phân là cổ thể dục con lại là những cái phân lại là bóc cổ thành nào và cái gì rồi lôi nào thì nói chung khác với nam thường bi thì cái điểm chọn chỗ cái này có hơn là cái nam thường bi thường chọn chỗ nó thì chờ và nó càng làm cái thành thân cái này càng làm cái thành cho nó mọi thứ đều như kia. Đây là một cái cách để chúng ta phân biệt nhưng thực sự thì chúng ta có phân tán rồi thì với những đặc điểm khác thì cái chuyện phân biệt giữa nam hay nhện với nam thường bi thì cũng có khó khăn nào cả. Thế nên thuộc về các bạn. Rồi cái nâng keo thì một vị trí chủ yếu là nằm ba lỗ cung rô và nó dịch vào cái vị trí nó đặt và cho nên tín hiệu T1 thì thường nó tắc hoặc đục và T2 thì nó là có thể tăng giảm tùy ý cái gì việc ra cái nồng độ protein nó để thuộc một cái việc nguyên lý này thì khi nó đột lên thấp thì nó có ra bao nhiêu cao quý thì nó trên một cái hai có sự tăng được rõ rệt khi nó đột tăng lên đến khoảng 10 mg thì nó sẽ hai bên nó bị đổ đông như nhau bằng nhau và đến khi càng tăng lên thì trên một càng đột xuống thứ hai thấp xuống và trên một có thể càng ngày càng tăng lên nhưng mà như vậy sự tăng được nhất định của mức độ nó khi nó lên quá cao rồi cả hai đều giảm nó giảm đến mức mà nhất trí rồi và có cái chúng ta đọc nhầm cái cái viêm xoang cái dịch đặt viêm xoang nhất trí CT thấy nặng mà em ra thì đây phun thẳng cả cả đến một cái hai luôn bởi chúng ta tưởng nhiên như hấp dẫn bệnh của các bệnh bệnh nó nằm trong như vậy có những làm giảm dịch lúc nào không à, dịch đặt đến mức mà không có tình yêu cái một cái hai luôn và chúng ta đến phun nhất trí thế nên nhớ như vậy cho nên chúng ta có chứng CT có khi nó là hơn trong trường này và thứ hai là giống như là một số anh chị đọc cái xoang cái gì thì thấy ha là cũng sai lầm để đọc với một số cái nám dịch trong xoang nó thấp trên cái hai như vậy nhưng đây một con cao thì như vậy cái dịch
nó lệ thuộc vào nông vị trí cái bộ thứ hai lệ thuộc vào cái nông độ trong các việc nguyên tắc này, nguyên tắc này à, nó theo việc nguyên tắc này đây cao cái mục thì cái này khi một số trường hợp ví dụ ý khi cục máu ấy và dùng cái độc thành cục máu trong nó nào thức xuất hiện nào thức thì để chứng đoán thì cái này chúng ta có phòng tư đi dễ hơn lý luận ra đi dịch tăng cái mục và à cái hai và máu và động lực đây. Vì nhìn dòng như vậy thì vậy để tiếp cận cái năng lượng sò thì có một cái vệ lai đơn giản thì chúng ta chia nhóm dương dừa và nhóm hoa dương dừa, nhóm trong dương dừa thì trên lều và dưới lều nằm trong trên lều thì ở các cái năng dòng này năng đông yên thì có cái năng cảm năng cùng dương nhiệt năng tư nhiên năng tử vi năng tử công thì có năng tử công năng nhiệt năng qua thì có năng keo năng nhiệt à các cái điều thì có được câu nào các cái nám thực chất ruột nám nám thực chất ruột trong dầu protein trong đạm chất đạm vậy rồi nám của các thứ thì các cái nám gì nám từ vi nó bị rồi ở đất từ vi thì trên đều thì có các cái dòng các cái nám mua gốc của biểu mô thần kinh rồi bất thì các cái nám là đạm ruột mạch mạc rồi nám một gì rồi nám vi và từ vi rồi nám bất bất thì chúng ta có nhiều cái để chúng ta có những việc thực sự ra bên đây cho vui không cũng rất là dễ và cũng có chỉ có cái là cái nám mà nám biểu mô thần kinh nằm trong mô thì rất dễ nhầm với đồng con số robin và cũng đồng như vậy thì chúng ta nhầm lẫn một tí mà còn lại thì như vậy còn lại một cái phần mà u nặng được một cách đột quá thì chúng ta cần nhớ một số điều mà nhớ tóm tắt thôi thì khi đầu tiên chúng ta phải xác định được đó là u hay không u được chưa? Câu đó học ở đâu? Câu học ở đâu? Cũng dễ dàng gì là u hay không u? Khi u rồi chúng ta hiểu rằng nó nằm ở trong ngoài trục hay trong thức hình vì nó được của thương nằm ở đâu chính xác mà cái này nhiều khi cũng không dễ có những cá lớp lần ở trong ngoài trục cũng qua cũng qua những cá thì nếu mà trong trục thì là mình cũng cảm nhận ngoài trục cũng cảm là cái điều rất quan trọng. Nếu trong độc rồi thì chúng ta làm sao tắt được nhóm u của thần kinh đệm với u thần kinh đệm. Nếu u thần kinh đệm thì bị hàm rộng thì cũng bị hàm rộng là xong. Còn đến u độc di chuyển dẫn đến bị phong độ thì thực sự là bị mất bởi di chuyển bắc nhưng phải đạt được điều đó. Rồi nếu trong ngoài trong thì chúng ta phân lẫn u của nào phân lẫn rồi còn lại ngoài ra những khả năng điển hình thì giải qua bên độc di chuyển công việc u ngoài trong có thể u nào công việc trong vụ khác thì đủ sở tiếp tục vân chúng ta đưa về như vậy còn lại yếu trong một thức thì chúng ta phân nhận ra thì cũng đọc được một số loài u rồi u tử tông và u yên thì chúng ta sẽ có được một cái bài và như vậy chân này thì đủ để chúng ta có cách nhìn tổng quát tuy nhiên để đọc phần này là vì không nào có khởi cái này đâu việc vùng yên riêng vùng tử tông riêng vân vân nó còn rất nhiều chuyện mà chúng ta cần phải học nhiều thì ta cứ nhớ những cái câu hỏi và cái này thì thực sự là nhìn đi kiểu cái gì nhưng thực hành nó còn rất khó và đọc nó phức tạp hơn. Bây giờ có một phần cái xin trên bài kia về phần u não hơn nhưng mà nên ghi điểm một tí đó là không biết tại vì thực sự thường gặp quá mà nếu như chúng ta có một cách tiếp cận thì riêng chúng ta đọc cũng rối rối cũng không biết còn lại là những cái công tác như công tiếng đồng thì ta chỉ tự học công việc thì nó cứ để với cái đó luôn và khi nghĩ thì tương tác nó đặc hiệu nó được chắc một cái nhập công thì đọc không chắc thì đọc là cũng không được đâu hết các bạn nhìn đọc cái đó cũng được nếu không được đâu có việc nào của u mà u thì lúc đó mình đi làm sao cắt được thì dần thì u mông ra khỏi không ai đâu không mông bởi vì u mông chưa bị sạt rất từ này sạt đi còn lại và mình đang rất là sợ thì càng rất là đi còn u kia thì quả có lần chúng ta đọc xong rồi u không được